Số 634. Phật thuyết Đại thừa Trí Ấn Kinh. Hán dịch: Tây Thiền Tam Tạng Bảo Pháp Đại sư Sa Môn Trí Cát Tường. Quyển 1. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Thế Tôn vào Đại thành Vương Xá, lần lượt khất thực, thọ nhận của tính thí đầy đủ, trở về rừng Ca Lan Đà thọ thực. Thọ thực xong, Đức Thế Tôn ngồi kiết già cùng đông đủ chúng đại tỳ kheo và các đại bồ tát, trăm vạn vị vui vẻ vây quanh. Các đại chúng ấy đều đắc Đà La Ni, bình đẳng, vô ngại, tâm ngộ tổng trì, đắc Tam Ma Địa, an trú trong pháp môn giải thoát tánh không, vô tướng, vô nguyện, đầy đủ vô lượng công đức thù thắng. Luận bàn về suy nghĩ của các vị thì không ai có thể bì kịp được mọi sự hiểu biết, an trụ vắng lặng trong pháp môn như thế. Đối với những phân biệt thể đều bình đẳng, không theo những thứ đẹp vui ở thế gian, biết rõ thức tánh sai biệt của chúng sinh, với tất cả mọi lúc đều biết được cái tốt, cái ác, lìa các sự ghét thương, chỉ một vị bình đẳng. Bấy giờ, lông trắng giữa chặng mày của Đức Thế Tôn chợt phóng ra những tia sáng lớn, cả chúng hội ấy đều kinh ngạc, cung kính chắp tay, chiêm ngưỡng Như Lai, mắt không tạm rời. Đức Thế Tôn bảo đại chúng: Các ông phải nên buộc tâm suy nghĩ, an trụ nơi cảnh giới hiểu biết của Như Lai. Đối với ngã, ngã sở, tốt xấu, phân biệt đều phải xa lìa. Đối với chính mình thì khen chê, xét nét khổ vui, xét biết tất cả chúng sinh đều do duyên, nhiễm ô mà thọ tướng sai khác. Dông rủi theo sự tốt đẹp vui sướng, sớm tối không rời, dùng đủ các sức phương tiện để làm cho đoạn trừ, quán sát các chúng sinh, mỗi loại đều tạo ra những nghiệp không tốt, tuân theo lời chỉ bảo của người khác, cùng nhau xua đuổi, ở chung với các đồng phận, làm những việc không có ý nghĩa, lợi ích. Do vậy, tâm thức của hữu tình ngu muội nên đối với cảnh chân thật, không hiểu biết gì cả, mất tâm tánh thánh thiện, chạy theo bạn bè xấu ác, không hiểu, không suy nghĩ, thấu triệt thắng pháp sâu xa, chân thật dễ đế mà khởi lên các phân biệt, rồi cho là chân thật, không lựa chọn, thấu hiểu biết, thiếu hiểu biết mà tâm vẫn tin chắc. Đối với lời dạy và những hạnh tốt của Đức Phật thì không sinh tâm ưa thích. Giả sử có tu tập điều lành cũng không hợp với chánh lý, chấp có, chấp không, chấp có và không làm cứu cánh. Ta dùng sức Như Lai tri ấn Tam Ma Địa để có khả năng biết rõ. Các ông phải nên lưu tâm, thương xót các hữu tình ấy. Nghe Đức Phật nói, cả đại chúng đều ca ngợi sức mạnh thắng định của Như Lai, đều có khả năng biết rõ tất cả những sai khác như thế. Khi nói lời ấy xong, Đức Thế Tôn liền nhập vào Như Lai tri ấn Tam Ma Địa. Cả đại chúng đều thấy Như Lai nhập vào thắng định ấy. Đối với thân tướng và các thứ tướng của Phật, lúc này khắp chúng hội bỗng nhiên không còn trông thấy, không biết được đến cả pháp y và cận thân y mà Như Lai đang mặc, cũng không thấy, không biết. Bốn tướng oai nghi của Như Lai cho đến tất cả tướng chuyển động cũng đều không thể thấy, không thể biết. Như Lai có được âm thanh sai biệt cũng không thể nghe, không thể hiểu rõ. Vì sao? Vì Như Lai an trụ trong sức thắng công đức của tri ấn Tam Ma Địa như thế, tâm không lay chuyển, không thể nào so lường được. Lại nữa, do sức thắng định của Như Lai, mà đối với các ngoại cảnh, đủ các thứ trang nghiêm mà khắp cả chúng hội đều không thể thấy, cũng không thể biết rõ. Với các chỗ trú là cõi nước thanh tịnh cũng đều không thể thấy, không thể biết rõ. Vì sao? Vì Như Lai an trụ trong sức thắng công đức của Như Lai tri ấn Tam Ma Địa, tâm không chuyển động, không thể so lường được. Lúc đó, đối với hình tướng của Đức Phật, đại chúng đã không thấy gì, nên mọi vị đều nương vào sức oai thần của Phật mà ca ngợi công đức của thắng định, nhưng trong thân tâm mong cầu xa lìa các sự sợ hãi. Khi đó lại từ trong định, Như Lai phóng ra những tia sáng lớn, chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Trong lúc ấy, các thứ ánh sáng của mặt trời mặt trăng, các vì sao điện lửa, dược châu đều bị che lấp, lại ở trong định phát ra mùi hương thơm lạ. Hương thơm ấy vi diệu đến nỗi những hương thơm chiên đàn, trầm thủy ở thế gian không thể sánh bằng. Lúc ấy trời sắc, trời vô sắc, Phạm Vương, Đế Thích và các trời người, bốn chúng, tám bộ, núi Đại Thiết Vi, núi Tiểu Thiết Vi, núi Tu Di là chúa các núi, dưới nước, trên đất bằng, cõi hư không, nơi tối tâm,
Tất cả hữu tình đều thấy ánh sáng ấy và khen là chưa từng có. Họ đến rừng Ca Đan Đà để tìm ánh sáng ấy. Những thứ có được như hương hoa, y phục, nón quý, chuỗi ngọc đều đem cúng dường. Nhìn thấy các vị Bồ Tát và chúng thanh văn ở trong hội giống như hoa sen nở rộ ở trong ao báu, mùi hương lạ, thơm phân phức tỏa khắp trong chúng hội. Khi trời người ngửi thấy mùi hương thơm ấy thì mỗi vị đều có được trí tuệ sáng suốt. Lại ở trong hư không, có y phục chuỗi ngọc vô cùng tốt đẹp rủ xuống khắp nơi, làm trang nghiêm thêm sự cúng dường. Khi ấy cả đại chúng đều vui vẻ, cung kính lễ bái, lui ngồi một bên. Bấy giờ ở phương đông, trải qua một câu chi khắc già xa số, mỗi một xa số là một câu chi. Tất cả Như Lai trú ở cõi nước phương ấy đều là phân thân của Đức Thích Ca để giáo hóa lợi sinh. Cũng vậy, các Đức Như Lai đều tập hợp chúng hội. Các đại Bồ Tát vô số A Tăng Kỳ không thể tính đếm. Các Bồ Tát ấy chứng ngộ bình đẳng, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sắc tướng của các vị đầy đủ sự tốt đẹp. Chúng hội trời người đều không sánh bằng. Bây giờ, tất cả Như Lai phân thân, mỗi Đức Như Lai đều bảo các Bồ Tát. Này Thiện Nam, thế giới Ta Bà có Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni ứng cúng chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, hóa độ hữu tình, lìa các tội nhơ, trải qua vô lượng thời, giảng nói chánh pháp, chỉ bày tri kiến sâu xa khó hiểu của Phật. Có Đà La Ni môn tên là Như Lai Tri Ấn Tam Ma Địa Tam Ma Bát Đệ, nay ta vì các ông ca ngợi vắng tắt. Này các Thiện Nam, các ông hãy lắng nghe. Các đại Bồ Tát ở trăm ngàn kiếp tu hành đầy đủ sáu pháp ba la mật độ trí tuệ lớn, phước đức vô lượng, chứng ngộ việc tu tập thường không lười biến, vĩnh viễn lìa tội nhơ, xả bỏ những duyên xấu ác, trụ trong Tam Ma Địa được trí tuệ Phật, tâm không lay chuyển. Vì tâm không động nên tỏ rõ các pháp. Nếu có hữu tình nào gần gũi Như Lai và đại Bồ Tát, huân tu trí tuệ, ba nghiệp cung kính, dùng thắng pháp tài, thực hành các pháp cúng dường, trải qua vô lượng thời, cũng không bằng trong khoảng một sát na, an trụ nơi thắng Tam Ma Địa như thế, công đức đạt được, không thể so lường, thường sinh nơi tốt đẹp nhất ở các cõi nước của chư Phật. Lúc các Đức Phật nói những lời ấy xong, liền an trụ trong thiền định. Dùng sức thần thông đóm thâu các Bồ Tát đưa đến thế giới Ta Bà, hiện ra đồng một thân vào thành Vương Xá lần lượt khất thực. Thọ của tính thí đầy đủ. Các vị đi đến rừng Ca Lan Đà mới phân chia thức ăn ra. Cúng dường chúng hội, cả chúng hội đều được no đủ. Ăn uống đã xong, dọn dẹp y bát ngồi kiết dạ. Các Đức Phật và các Bồ Tát từ tất cả cõi nước đến cũng là như vậy, không hai, không khác. Lại nữa ở phương Nam, trải qua một câu chi khắc già xa số. Mỗi xa số là một câu chi. Tất cả chư Phật ở các cõi nước phương ấy cũng tóm thâu các Bồ Tát ở nước ấy, đem đến nhóm hội cũng như vậy. Như phương Đông và phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên, dưới, tất cả chư Phật và các đại Bồ Tát đều đến nhóm hội cũng như vậy. Bây giờ, Đức Thế Ca Mâu Ni ứng cúng chánh đẳng chánh giác, thấy tất cả các Đức Phật phân thân đều đã đến nhóm hội, tâm tướng vui mừng, chỉ Đức Phật với Đức Phật mới thấy nhau mà thôi. Lúc ấy các Như Lai đồng nhập tri ấn Tam Ma Địa Tam Ma Bát Đệ như thế. Tâm ý tĩnh lặng, không một chút động loạn. Do tâm không động sáng rõ các pháp, không hai, không khác. Thân tướng của các Đức Phật cũng không hiện ra. Lúc đó, Thế Chư Phật ở khắp mười phương, đã đến nhóm hội đã dùng sức định thù thắng, làm cho thân tướng không hiện, khiến trời người đại chúng trong hội ấy đều vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Bèn sửa sang y phục chắp tay, theo chiều bên phải nhiễu quanh ba vòng, dùng hoa sen quý và các thứ hoa đẹp đủ màu sắc đem cúng dường. Ngay lúc nhóm hội, các đại Bồ Tát ở vô lượng thế giới, tâm của các ngài đều đã được thanh tịnh, đều có đủ con mắt chánh pháp. Tất cả thời tâm tướng chứng được sự vắng lặng, các vị đều sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thầy Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác cùng các Đức Như Lai an trụ trong tri ấn Tam Ma Địa Tam Ma Bát Đệ như thế, do sức thắng định mà các tướng đều ẩn mất, do chỉ nguyện mong cầu mà lòng các ngài vô cùng vui vẻ,
dùng sức tinh ý, không rời khỏi chỗ ngồi với sự hiểu biết sẵn có, nhập vào cảnh giới Phật Đắc Đà La Ni Môn. Khi ấy, các Bồ Tát bảo cả đại chúng ở thế giới Tha Bà này: Này Thị Nam, các ông phải nên tha thiết mong cầu công đức của Phật đối với các hữu tình, nên để tâm thương xót, nên biết rằng các đại Bồ Tát ở trong 500.000 kiếp hành sáu pháp ba la mật, đủ trí tuệ lớn, phước đức vô lượng, đối với tất cả pháp đều hiểu biết rõ, lìa các hỷ luận, ở sâu trong thiền định không quên mất, không ngu muội, đạt được các tánh tướng, đối với thắng pháp ấy phải nên mong cầu. Lúc ấy thanh văn duyên giác cả tam thiên đại thiên thế giới có đủ trí tuệ lớn, đắc đại thần thông, bỏ bờ sinh tử, lìa sự trói buộc của phiền não, tự chính mình tu chứng niết bàn tròn đầy. Chúng đại tỳ kheo và các tể quan Bà La Môn, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều đi đến pháp hội của Đức Thích Ca Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác và của các đức Phật phân thân. Ở rừng cây Kalanda thuộc thành lớn Vương Xá này, nhĩ quanh 100.000 vòng cung kính lễ bái, mọi người đều dùng hoa sen thượng diệu đủ màu sắc, hoa ấy ngàn cánh, có sen lẫn bảy báu, có đến vô lượng số đã cúng dường. Lại có 80 câu chi na hữu đa, số chúng các đại Bồ Tát. Các Bồ Tát ấy đều ở cõi nước phương khác, được các đức Phật Như Lai xa đến, có sức dụng mạnh lớn, không sợ sinh tử, có đại từ bi, không thích niết bàn, đều dùng thần lực nhập vào đại thiền định, hiện các oai nghi. Các vị ở các cõi nước ấy, chỉ trong khoảng thời gian khảy móng tay, đã đến pháp hội Đức Thích Ca Mâu Ni ứng cúng chánh đặng chánh giác, tại rừng cây Kalanda trong thành Vương Xá, với ba nghiệp cung kính, dùng âm thanh phía diệu, thanh tịnh, tôn trọng, ca ngợi, thấy thân chư Phật ẩn mất không hiện, lòng khao khát chiêm ngưỡng Thế Tôn, bèn nhiễu quanh chúng hội, đảnh lễ sắc đất lui sang một phía, đồng ngồi kiết già trên hoa sen báu. Lại có ba ức các chúng tỳ kheo thích tu tự lợi cầu giải thoát, nương theo oai lực Như Lai tri ấn Tam Ma Địa đi đến nhóm hội. Lúc ấy tam thiên đại thiên thế giới ở phương khác, Đế Thích Phạm Vương, Trời Đại Tự Tại, Tịnh Cư Thiên Tử, Mặt Trời Mặt Trăng, các vì sao và tất cả trời rồng Dược Xoa Kè, Tất Bà Atula, Khẩn Na La, Ma Hổ La Già, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, nhân phi nhân, đều cùng với quyến thuộc, thấy ánh sáng của Đức Phật cùng nhau đi đến nhóm hội. Số chúng đông như thế, ví như có người đem mỗi sợi tóc cắt nhỏ như vi trần, số tóc một người cho đến số tóc của ngàn vạn người, cũng cắt như thế. Rồi đếm một sợi tóc vi trần là một chúng sinh, thì số chúng sinh đến dự pháp hội lại hơn cả số tóc vi trần kia. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Maha Câu Hy La, Maha Ca Diên Diên, Maha Ca Diếp Ba, Maha Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Maha Tu Bồ Đề, biết các đại chúng tuy ở trong hội nhưng không nhìn thấy sắc thân và chỗ trú của Như Lai. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ tòa ngồi đứng dậy đến trước Bồ Tát Kiều Cát Tường, đồng chân thưa: Thưa nhân giả, hôm nay Đức Thế Tôn nhập vào Như Lai trí ấn Tây Ma Địa, nhưng tại sao chúng tôi không thấy thân và chỗ trú của Như Lai? Lúc đó đồng chân Bồ Tát Kiều Cát Tường bảo Xá Lợi Phất: Thanh văn các vị đầy đủ trí tuệ, được các giải thoát, thường tu phạm hạnh, lìa các sợ hãi, tất cả trời người đều luôn cung kính. Các vị phải nên tự chính mình nương vào môn Tam Ma Địa mà mình đã đạt được, dùng sức trí tuệ mà quán sát sắc thân và chỗ trú của Như Lai. Ngay lúc ấy, Xá Lợi Phất liền nhập vào môn Tam Ma Địa mà mình đã được, dùng sức trí tuệ quán sát tìm kiếm sắc thân và chỗ trú của Như Lai ở khắp vô số cõi nước trong tam thiên đại thiên thế giới, dùng hết thần lực nhưng đều không thể thấy thân và chỗ trụ của Như Lai. Xá Lợi Phất vội thưa với đồng chân Bồ Tát Diệu Cát Tường: Thưa nhân giả, chúng tôi nương vào Tam Ma Địa của mình, dùng sức trí tuệ quán sát tìm kiếm sắc thân và chỗ trụ của Như Lai, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Cuối sinh nhân giả, phân biệt chỉ bày để cho chúng tôi đều thấy. Đồng chân Bồ Tát Diệu Cát Tường liền bảo Xá Lợi Phất: Thành văn các vị tuy đầy đủ trí tuệ và thần thông,
Nhưng đối với Như Lai tri ấn Tam Ma Địa thì không đủ khả năng suy nghĩ. Cho nên đối với thân và chỗ trú của Phật, các vị không đủ khả năng để thấy được. Vì sao? Vì thanh văn các vị dùng tâm sai biệt để quán xem sắc thân và chỗ trụ của Như Lai. Do sự phân biệt này mà các vị bị chướng ngại. Thân Như Lai ấy chẳng phải là đối tượng quán thấy của tâm phân biệt. Bởi vì thân các vị, tức là thân Như Lai, nơi các vị trú, tức nơi Như Lai trú, cho đến thân của tất cả hữu tình cũng tức là thân Như Lai. Nơi tất cả hữu tình trụ cũng tức là nơi Như Lai trụ, không và có chỉ là một tướng, ta và người là không hai. Không bỏ hữu vi mà chúng vô vi, không lìa vô vi mà ngộ hữu vi. Dùng tâm như thế để quán xem thân và chỗ trụ của Như Lai, như vậy mới thấy được. Các vị đã dùng tâm có phân biệt mà muốn thấy cảnh giới vô tướng của Như Lai, thì dù trải qua vô lượng vô số kiếp cũng không thể thấy được. Lúc ấy, chúng ngồi xúc động buồn rầu, lìa tâm phân biệt an trụ trong chánh niệm. Thân tâm trong ngoài giống như hư không vắng lặng mà trụ. Bây giờ, Đức Thế Tôn xuất định, tâm của Phật bao la như biển cả, lắng trong xuyên suốt như ngọc lưu ly, nhìn khắp chúng sinh hoặc thân hoặc quả nước, cùng với các Đức Như Lai bình đẳng không hai. Thân tướng bỗng nhiên cao lớn, cả chúng hội đều nhìn thấy. Lúc ấy, cả tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động. Tất cả chư thiên tâm rất vui mừng, lìa các sự sợ hãi. Ở trong hư không mưa hoa trời, hoa ấy thật đẹp rực rỡ, từ từ rơi xuống. Lại ở trong hư không, nhạc trời trỗi vang, đủ những bài ca vịnh với âm thanh tốt nhất. Các thứ nhạc cụ như đàn cầm, đàn sắt, đàn không hầu, đàn tỳ bà, đàn xanh, ống tiêu, ống trỗi mà tự kêu vang, tất cả đều dùng để cúng dường pháp hội ấy. Lúc ấy, Xá Lợi Phất Từ toàn ngồi đứng dậy, đến trước Thế Tôn, cúi người chắp tay bạch Phật. Đại bi Thế Tôn, tri ấn Tam Muội mà Như Lai đã nhập vào, chúng con không hiểu biết gì cả. Chúng con đều đã dùng thần thông nhập vào môn Tam Ma Địa của mình, dùng sức trí tuệ tìm kiếm sắc thân và chỗ trụ của Như Lai ở khắp nơi, nhưng mờ mịt không thể thấy được, không thể biết rõ. Môn Tam Ma Địa và sức trí tuệ trước đây của chúng con có được còn kém cỏi, hạn hẹp, chưa được như pháp môn tự tại vô tướng chánh trí của Như Lai. Cuối sinh Đức Thế Tôn từ bi thương xót, mở bày dẫn dắt cho chúng con, để chúng con được ngộ nhập pháp môn tri kiến định tuệ của Như Lai và lãnh hội được ngay cảnh giới vô tướng ấy. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, tri ấn Tam Ma Địa mà ta đã nhập vào như thế, chẳng phải là chỗ hiểu biết và là khả năng tìm kiếm của trí tuệ, mà hàng thanh văn duyên giác các ông đã đạt được. Chỉ có Phật với Phật mới có khả năng biết điều đó. Vì sao? Vì sắc thân của Như Lai, do tâm không động, liệt các sự mong cầu, xả bỏ duyên phân biệt. Dứt bạc tướng ta và người, lắng động rất vắng lặng, đem sức mạnh của thắng trí cùng với đại định Như Lai làm một thể tướng. Như thanh văn các ông và các duyên giác chỉ cầu lợi ích cho mình, không thích lợi cho người. Pháp môn và cảnh giới trí tuệ mà các ông đã chứng chưa đủ để hiểu thông suốt. Mình và người ngăn cách không và có trái ngược nhau, thì đối với pháp không vô tướng, tri ấn Tam Muội của Phật Như Lai là khó hiểu khó vào. Thế nên đối với thân tướng và chỗ trụ của Đức Phật, các ông không thể nào thấy được, cũng không biết rõ được là đúng thôi. Phật Thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh Quyển 2. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, cái Đức Phật Như Lai hoặc được công đức về thân, hoặc được công đức về tâm là điều khó tu, khó chứng, cũng khó ngộ nhập. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì chư Phật Như Lai mắt thấy các sắc thức không động vì cảnh sắc, ta nghe các tiếng nhưng thức không động vì cảnh giới của tiếng, mũi ngửi các mùi hương nhưng thức không động vì cảnh giới của hương, lưỡi nếm các vị nhưng thức không động vì cảnh của mùi vị, thân xúc chạm nhưng thức không động vì cảnh giới pháp. Vì sao? Vì thức trí tự tại đối với ngoại cảnh không vọng tánh tốt xấu, không khởi yêu ghét.
Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai tâm duyên với các pháp, tán trí tương ưng, rồi biết cảnh mình xem xét. Vô sinh mà chẳng phải vô sinh, đó là được vô sinh cao tột. Vắng lặng mà chẳng phải vắng lặng, đó là vắng lặng cao tột. Thiền định mà chẳng phải thiền định, đó là được thiền định cao tột. Luật nghi mà chẳng phải luật nghi, đó là được luật nghi cao tột. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hí luận mà chẳng phải hí luận, đó là lìa hí luận tốt nhất. Phân biệt mà chẳng phải phân biệt, đó là lìa phân biệt tốt nhất. Đoạn diệt mà chẳng phải đoạn diệt, đó là được sự đoạn diệt tốt nhất. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai, hễ có nói ra điều gì là lìa các hư chối, đều chân thật, nghĩa vị đầy đủ, dứt bạc sự tranh luận. Tướng tâm bình đẳng, lìa các tướng khác và pháp không bình đẳng, có khả năng khiến cho người nghe từ bỏ những điều ham muốn xấu ác, không phát sinh sự thấy biết sai lầm, lìa sự suy nghĩ không đúng đắn. Này Xá Lợi Phất, chỗ chứng ngộ của chư Phật Như Lai không đi không đến, không thường không đoạn, chẳng phải không, chẳng phải có, lìa thấy lìa nghe, không hình lớn nhỏ, không tướng vuông tròn. Này Xá Lợi Phất, đối với khả năng chứng đạo, chư Phật Như Lai đều có tướng tánh tròn đầy, trí tuệ sáng suốt, xa lìa dị tướng và chẳng phải dị tướng, không có các sự lựa chọn và chẳng lựa chọn, thể như kim cang, không thể phá hoại, dụng như hư không, không nắm, không buông. Đối với pháp thắng thiện, không có chỗ ái chấp, đối với hạnh công rộng lớn, cũng không sợ hãi, tướng tâm rộng lặng, lìa nói năng nghe thấy. Này Xá Lợi Phất, đối với chỗ an trú của các Như Lai, biên tế thắng định hoàn toàn thanh tịnh, không chán sự ồn ào, không thích vắng lặng, bất cứ lúc nào cũng thường du ý. Đối với pháp và phi pháp, sự sai khác của tình khí thế gian đều có khả năng liễu ngộ, đều tùy thuận theo cảnh, sức thiền định vững vàng, dù gặp duyên xấu ác cũng không thể phá hoại. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai, đối với tất cả cảnh vui thú, những sự giàu sang tôn quý ở thế gian, đều hiểu đó như mộng, như huyễn, như dấu vết bỏ lại, không nhờ vả mong cầu điều gì ở phụ tướng, tể quan đại bà la môn, thế nên không bị danh tiếng lợi dưỡng trói buộc. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai, dù có nghe tiếng tình hay phi tình, cũng không duyên vào lý do này mà sinh phân biệt, không có phân biệt và cũng xa lìa tâm phân biệt. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai đối với sở duyên, thường quyết định cảnh tướng, không sinh thắng giải, chẳng có tâm thắng giải và cũng xa lìa tâm thắng giải. Này Xá Lợi Phất, đối với các thời phần, chư Phật Như Lai không tính toán sự trì hoãn hay gấp gáp, có hết hay không hết, thành hoại sai khác, chẳng có tâm sai khác và cũng xa lìa tâm sai khác, biết rõ các pháp không lời, không nói, lìa quá khứ, vị lai, hiện tại. Đối với tâm và tâm sở thì không có tương ưng hay tương ưng, suy nghĩ lo lắng thể đều không sinh, không có bờ sinh tử, cũng không có bờ giải thoát. Đối với tình khí thế gian, không có phân biệt cao, giữa thấp, thân tâm vững chắc không thể phá hoại. Này Xá Lợi Phất, thân tướng chư Phật Như Lai có được, không có hành động tạo tác, lìa các việc, chống đối kẻ oán ghét, tin theo người thân thiết, dùng lòng từ bình đẳng ẩn hiện không hai, do nhân duyên đời trước lìa vô biên chướng ngại, tu vô biên hạnh. Đối với các chúng sinh ban cho trí đại bi, quán sát đúng đắn điều mong cầu của họ mà tùy nghi làm cho lợi ích đầy đủ, đáp ứng sự mong cầu khiến cho các hữu tình vui mừng hết mực. Cho nên đối với thân tướng trí tuệ đã đạt được, chỉ tự chứng biết, ngoài ra không thể giải thích. Đối với sắc thân của chính mình không có giới hạn, ngang bằng với hư không, không có ẩn hiện, cùng khắp tất cả, được trang nghiêm bằng năng lực thắng công đức, tướng tốt tràn đầy, không có thiếu giảm, ở trong uẩn xứ giới vô tại, vô bất tại, với những thói quen và sự nghiệp của những hữu tình đều có khả năng xả bỏ, ngoài trừ trí phương tiện thì hiện sự tu tác trong tâm thanh tịnh, ngoài thân sạch sẽ.
Này Xá Lợi Phất, như trên đã nói, đều là hoặc tâm hoặc thân của Như Lai, tướng công đức thắng thiện trang nghiêm, bình đẳng cùng khắp. Nếu dùng tâm phân biệt của các ông để thấy chỗ có thân tướng thắng định nhậm trì của Như Lai, thì không thể thấy được thân Như Lai. Bây giờ Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc thân viên mãn của Như Lai được gọi là vô tướng, tri ấn Tam Ma Địa rộng khắp bình đẳng như thế nào? Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn làm rõ lại nghĩa này, liền nói kệ: tướng thân tâm Như Lai sinh ra từ định trí, không vay mượn ngoại cảnh, thức tướng phân biệt động, ý duyên tất cả pháp, với thân không có khác, lìa phải quấy xa biệt, đạt được chỗ cao tột. Nếu dùng sức trí yếu, muốn thấy thân thiện tệ, như trời trong trăng hiện, lầm gọi trăng trong nước, tướng thân vốn phí diệu, cũng do trì thắng định, lìa dài ngắn vuông tròn, không qua lại đứng yên, trong tâm vắng không động, tĩnh mịch như hư không, giết bạc tướng thân tâm, tự nhiên không chỗ có. Vì tâm không chỗ có, không đắm hương vị xúc, lìa các quận xứ giới, dùng để quán Như Lai, như thấy trăng trong nước, tuy không được chân thật, đã lìa tâm phân biệt, đó cũng gọi là thấy. Môn Như Lai trí ấn chẳng riêng ta chứng đắc, nếu chúng sinh tâm lớn, mong cầu không chán mỏi. Được đẳng trì tối thượng, nương sức thắng định này, giới môn Phật trí ấn cũng chẳng không chỗ được. Kinh này sinh ra phước, vô tận như hư không. Ta dùng trí phương tiện, lược chút ít khen ngợi các cõi Phật mười phương, trăm ngàn câu chỉ cõi, trong đó đầy châu báu. Nếu người đem cúng dường trải qua vô lượng kiếp, không bằng nghe kinh này ghi chép hoặc thọ trì, phước người ấy đã được so người ban cho trước lại gấp mấy hằng xa. Nếu người hành tâm từ, làm lợi các hữu tình, không bằng nương kinh này ngộ Phật Tam Ma Địa. Nếu với cõi chúng sinh tâm thường hành nhẫn nhục, không bằng trong chốc lát tu tập định thù thắng, công đức của người ấy giống như núi Tu Di, đem nghiền làm vi trần, hơn kém chẳng sánh được. Nếu người hành tinh tấn, dũng mãnh làm điều thiện, không bằng nghe kinh này, đương giáo ngộ lý ấy, các công đức đã được trăm ngàn vạn ức phần. Nếu đem so lường nhau, nhiều hơn chẳng bằng một. Nếu ta tu thiền định, an trụ vô lượng kiếp, ngồi nằm hoặc kinh hành, vòng quanh các cõi Phật, không bằng trong một lúc nghe công đức kinh này. Nếu ở trần xa kiếp, hay tu tập trí tuệ, cởi bỏ dây phiền não, danh tiếng vang khắp nơi, không bằng trong sát na khen Phật trí hải ấn hải, như đem nước biển cả so sánh với một giọt. Nếu ai muốn thấy Phật, phải lìa các danh tướng, biết rõ tánh các pháp, chẳng không cũng chẳng có. Nếu chỉ rõ biết không, giống như tô bồ đề, với môn Phật trí ấn cũng không ngộ nhập được. Khi nói kệ ấy xong, Đức Thế Tôn lại bảo Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, pháp Như Lai trí ấn Tam Ma Địa như ta đã nói, nếu có Bồ Tát có khả năng ở thế giới chư Phật khắp mười phương, muốn đầy đủ trọn vẹn trí tuệ vô ngại, thì phải nên tu học Tam Ma Địa ấy, sớm tối siêng năng thân tâm an trụ, mà không tán loạn cũng không lười biếng. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát như thế nếu có mong muốn thấy được các cõi nước chư Phật khắp mười phương thế giới và tất cả Như Lai, thì đều được như sở nguyện. Này Xá Lợi Phất, Tam Ma Địa này là pháp môn cao hơn hết, là vô lượng vô biên pháp nhãn sâu xa của các Đại Bồ Tát. Đối với các pháp đều có được sự hiểu biết thông suốt, không còn chướng ngại, không bị quên mất. Đó gọi là pháp môn Như Lai tối thắng tổng trì Đà La Ni. Nếu các Bồ Tát tâm muốn hoàn thiện tất cả tướng nói năng, muốn thành tựu tánh vi diệu vô thượng Bồ Đề, thì cần phải hết lòng siêng năng tu tập pháp môn trí ấn Tam Ma Địa ấy. Nếu các Bồ Tát muốn xa lìa những nghiệp ác, việc làm không bị các chướng ngại, thành tựu pháp thanh tịnh tối thượng, dùng sức trí tuệ đánh dẹp ma quán, xa lìa điều ác, các tướng bình đẳng như trí Như Lai, không nhiễm các nhơ bẩn, hết sạch các nghiệp chướng, trong sạch không dơ, an trụ nơi trí địa rốt ráo của Như Lai, có khả năng khiến cho các điều ác và tất cả ma oán dứt sạch, không còn chỗ lung lạc, giác trí sáng suốt, biết rõ
đủ những thứ cảnh tướng, phân biệt yêu thích của tất cả chúng sinh, các nghiệp lành và ác, nhân quả sai khác của tất cả các chúng sinh kia, biết rõ tâm địa vi tế, phiền não trói buộc của tất cả các chúng sinh, có khả năng biết được phương pháp tháo gỡ tất cả những sợi dây trói buộc của các hữu tình, thì cần phải tu học pháp môn trí ấn thắng tam ma địa, phương tiện cao tột mà Như Lai đã nói. Nếu các Bồ Tát muốn cho chúng sinh an vui mãi mãi, tâm luôn suy nghĩ cầu pháp vô thượng, thì cần phải siêng năng tu tập môn tam ma địa, sẽ tự nhiên thành tựu được thắng pháp vô thượng. Nếu các Bồ Tát muốn giảng nói các phương pháp để sửa trị mọi thứ căn bệnh của các hữu tình, ứng hợp với các Phật Như Lai, thì phải siêng năng tu tập môn trí ấn tam ma địa này, sẽ tự nhiên được phân biệt, giảng nói pháp không bị chướng ngại. Nếu các Bồ Tát tâm mong muốn được thánh pháp của ba thừa kia, phân biệt tướng chân đế và tục đế, tỏ ngộ pháp nghĩa sâu xa, thì cần phải tu tập môn trí ấn tam ma địa này, sẽ tự nhiên đối với pháp, trí tuệ sáng suốt không sinh ám độ. Nếu các Bồ Tát muốn ở câu chi trăm ngàn kiếp số, liễu ngộ được sự sinh diệt huyển hóa, không vững chắc, có khả năng chứng biết tự tánh chân thật của các pháp thanh tịnh giải thoát, thì cần phải siêng năng tu tập môn trí ấn tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát mong muốn đối với 12 nhân duyên sinh diệt, vô minh vì vô thủy phát sinh, nghiệp hành chiêu tập quả báo, tham đắm chính mắt, ái dục đầy dẫy, và có tụ thành tướng sinh tử bệnh biến đổi vô thường, trôi lăn các nẻo, ngay với nhân sinh diệt mà tự giác ngộ, thì cần phải siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát muốn biết rõ tất cả tạp loại hữu tình, khởi kiến tạo tướng nghiệp báo sai khác, tâm thức thông minh hay ngu muội, chánh niệm hay điên đảo, dị phần hữu tình biết rõ ràng như thật, căn tánh lợi độn, tìm cách giải bảo, dần dần khiến ngộ nhập chánh pháp chân thật, trụ tính hạnh địa, thì cần phải siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát tâm mong muốn thành tựu các cõi nước của chư Phật, nghiệp nhân thanh tịnh, cảnh giới thuần thiện, thân tâm vắng lặng, quyến thuộc đều thuận, xa lìa gánh ghét, kiêu mạn, lỗi lầm, gần gũi cung kính, yêu thương, bình đẳng, không tự oán ghét, thì phải nên tu tập thắng tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát muốn khơi dậy trí tuệ nơi mình, có ánh sáng thù thắng phi diệu, soi sáng sự sinh tử, ngu si nghiệp chướng, nặng nề của mình và người, các đức nghi hoặc ở ba cõi, diệt các khổ báo, giải thoát tự tại, thì phải nên tu tập thắng tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát muốn biết sự chết ở đây, sinh ở kia, thọ mạng dài ngắn, trải nơi trải qua nhiều kiếp, cho đến sự sinh diệt trong từng sát na, phân hạn định do nghiệp đời trước, sức mạnh dẫn dắt, cảm lấy những điều như vậy, quả báo của tự loại, biết rõ như thật trước sau, quyết định thọ mạng căn bản của tất cả hữu tình trong mười phương thế giới, thì phải nên siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu Bồ Tát muốn biết sự bắt đầu thực hành diệu hạnh ở nhân địa, sự đoàn diệt tu chứng của bốn thánh đế, sự quán ngược quán xuôi 12 nhân duyên, vắng lặng tự giác vi diệu sâu xa, hạnh nhân thanh tịnh của 10 ba la mật, và mỗi điều được quả báo rốt ráo của hàng thanh văn và bích chi ca Bồ Tát Như Lai, thì cần phải siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu Bồ Tát đối với tất cả ngôn ngữ âm thanh muốn tranh luận khéo léo, bao lệ, hợp thời, đối đáp không sơ suất, không nhầm lẫn, phương tiện khéo léo với các thế tục và dùng đến thắng nghĩa để chỉ dạy rõ ràng, khiến cho người dễ hiểu, không sinh nghi hoặc, có được quyết định chắc chắn, thì phải siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu có Bồ Tát muốn biết rõ chánh nhân Phật pháp, khéo léo thực hành phương tiện tùy thuận của ba thừa, căn bản sai khác có cao thấp và giữa, xứng tánh ngộ nhập nhân địa của Bồ Tát, dần dần dùng sự huân tu để trồng các căn lành được trí Như Lai, thì phải nên siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Nếu các Bồ Tát ý muốn thành tựu trí giác tròn đầy của chư Phật Như Lai, không khởi phân biệt, hiện đủ loại thân, dùng lòng từ bình đẳng chuyển hóa nhiếp thọ tất cả những hữu tình, khiến cho chúng khởi tâm vui vẻ yêu thích tu học tâm nguyện hạnh địa của Bồ Tát, thì cần phải siêng năng tu tập thắng tam ma địa này. Này Xá Lợi Phất,
Pháp Tam A Địa mà ta đã nói, đó là cao tột hơn cả như Chomani. Hệ tất cả hữu tình, thích muốn điều gì đều được như ý, không có gì là không đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, nếu các Đại Bồ Tát đạt được Pháp Như Lai Tam A Địa này, thì các Pháp Thánh Tài và hành vi diệu tất cả đều được như ý, hành nguyện tròn đầy. Thế nên cần phải siêng năng tu học. Lúc ấy, Đức Thế Tôn muốn làm cho rõ nghĩa này, nên liền nói kệ. Trí Như Lai có được cao tột không ai bằng, theo tánh tướng sai khác, tất cả đều chứng được. Ánh sáng trí bình đẳng, chiếu khắp các chấp buộc, hay nhập môn trí tuệ, được vô lượng tự tại, tướng trí và tánh trí, hay nhận định các pháp, phân biệt các ác lành, thế tục và thắng nghĩa. Hiểu rõ pháp như thế, trí tuệ không có hết, ví như ánh mặt trời chiếu sáng cả ba cõi, khắp những nơi tối tăm xua tan được tất cả. Thành tựu pháp bình đẳng là tánh trí chân thật, tất cả Tam A Địa. Từ trí ấn mà ra, gọi là chư Phật chủng, cũng gọi Đại Ma Ni. Lợi ích các hữu tình, cũng như người thế gian, có cho báu quý nhất của cải không cùng tận, giúp những người nghèo khổ khiến đều được no đủ. Pháp tài cho chúng sinh cũng không bao giờ hết. Thần thông và trí tuệ là pháp tốt đẹp nhất, đều từ Tam A Địa, trí ấn báu sinh ra. Ví như các cõi nước có ngọc mani lớn, các vua đều yêu thích, các quan đều giữ gìn. Mani báu lớn thế, các vật báu không hơn, ta nói trí ấn báu rất đặc biệt bậc nhất. Trí tổng trì sáng suốt, phá tan các kiến hoặc, cảnh giới đều rõ ràng, xa lìa các tối tâm, tâm an trú vắng lặng, không phân biệt tốt xấu, tu trí tuệ thanh tịnh, tai pháp không cùng tận. Thêm đấm không dính mắt, không 62 kiến, chánh niệm đều bình đẳng, và pháp môn cam lộ, mau được trí Như Lai, thành tựu thân tướng tốt, đầy đủ 32, đạt bồ đề cao tột, bằng tất cả Phật giác, diệu trí đã sáng ngời, đến bờ kia giác ngộ, tự tánh chứng niết bàn. Đủ tự tha viên mãn, công đức đều thành tựu. Không lường không ngàn mé, pháp sâu xa nhiệm màu, tổng trì Đà La Ni, giải thoát thương vắng lặng, thương đầy đủ 10 lực, lại dùng biển nguyện lớn, bố thí ba la mật, trì giới và nhẫn nhục, tinh tấn cùng thiền định, trí tuệ thương vững vàng, an trụ trong lục độ, luôn luôn không gián đoạn, không có những sợ hãi, lìa phiền não khổ nghiệp, ma la và quyến thuộc, không thể có cơ hội. Hay dẫn dắt chúng sinh, không sợ bỏ chánh pháp, dần vào nhà Như Lai, được dạo cửa tri ấn. Thường ở trong hiền kiếp, thế giới khắp mười phương, tất cả các hội Phật được gần gũi vui theo, đó là chân Phật tử không ai phá hoại được. Nếu có người tin hiểu hay ghi chép kinh này, hoặc đọc tụng thọ trì, vui thích lưu truyền khắp, luôn luôn không lười mỏi, với nghĩa vị rõ ràng, phải biết kinh như vậy, mẹ chư Phật ba đời sinh ra trí ấn báu, kho công đức Như Lai. Phật thuyết Đại Thừa Trí Ấn Kinh quyển 3. Bây giờ trong hội tất cả Bồ Tát đông đến số Khắc Già Sana Diệu Đa, nghe Phật Như Lai nói Tam A Địa ấy liền lìa được các chướng ngại, tâm được giải thoát, đối với các pháp Đà La Ni bí mật sâu xa, tùy ý ngộ nhập, nhận định rõ ràng, quyết định giữ gìn. Lại có 68 Na Diệu Đa Bồ Tát ở trăm ngàn kiếp đã tu tập thiền định giải thoát, lìa các vọng tưởng sinh tử sợ hãi, thường thích huân tu thắng hạnh vi diệu, nghe pháp Tam A Địa tối thắng này, trong lòng cảm thấy hớn hở, đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác đạt được không thoái chuyển, chứng được âm thanh Đà La Ni, đạt được biện tài vô ngại giải. Lại có 60 ức các trời người nghe Phật nói pháp môn tri ấn vui mừng vô lượng, cung kính ca ngợi lễ bái cúng dường, và đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác tâm sinh ưa thích, đối với thắng pháp sâu xa Tam A Địa không có nghi hoặc, đều sinh tâm tin hiểu. Đối với Tam Bồ Đề vẫn chắc không xả bỏ, đối với môn tri ấn thì dũng mãnh tinh tấn, do sức đại nguyện vốn tu các căn lành nên căn tánh thành thục, liền được trụ ở địa vị không thoái chuyển, tin và nhận lãnh nhận hạnh nguyện mà Như Lai đã thực hành. Tâm ý quyết định không có sự thoái thất.
Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết được nhân duyên căn lành của các Bồ Tát ấy đã thành thục và muốn thọ ký cho họ, Phật bảo các Bồ Tát: lành thay, từ nay trải qua 30 ức kiếp về sau, các ngươi đều ở cõi nước của chư Phật, tu tập đầy đủ 6 pháp ba la mật, đạt được hạnh nguyện tối thắng khó thực hành, tất cả đều có khả năng thành tựu trọn đầy, các tập khí đều dứt sạch, đạt đại Bồ Đề, sẽ thành Phật, và đồng một hiệu là vô ý Như Lai. Đức Phật lại bảo chúng trời người: này các thiện nam, chúng trời người các vị trong quá khứ đã ở chỗ vô lượng các đức Phật trong các căn lành tích tu đại thừa, hôm nay ở trong hội này được nghe pháp sâu xa nhiệm màu, ít có như thế, hãy vui vẻ mà nhận lãnh nhận gìn giữ. Này các thiện nam, các vị từ nay trải qua ức ngàn kiếp sẽ cùng được thành Phật và đồng lạc trí ấn Như Lai. Khi Đức Phật thọ ký cho các vị Bồ Tát và chúng trời người về sau sẽ thành Phật xong, Phật nhìn khắp chúng hội, dùng âm thanh dịu dàng, nói với đồng chân Bồ Tát Diệu Cát Tường: ta xem những Bồ Tát trời người ở trong hội này, tuy họ ở nơi Bồ Đề tối thượng phát tâm dũng mãnh, vững chắc không thoái lui, nhưng vào đời mạt pháp, tà kiến, họ chưa đủ khả năng ở trong đạo, để tạo dựng nên chánh pháp chỉ có mình ông ở đây ác năm trượt trong tam thiên thế giới là làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh. Tìm cách giữ gìn phân biệt dạng nói, khiến cho lưu truyền rộng rãi khắp cả mọi nơi, khiến cho chúng sinh lìa được những giả dối, những đắm say tình ái, không bị danh dự trói buộc. Bây giờ, đồng chân Bồ Tát Diệu Cát Tường từ tòa ngồi đứng dậy nghiêm trang, sửa sang y phục gối, quy gối phải sát đất, chắp tay, đảnh lễ Thế Tôn, đem những thứ hoa cúng dường, chiêm ngưỡng khen ngợi, được chưa từng có, rồi bạch Phật: may thay, bạch Thế Tôn, như con xem xét thấy tất cả các pháp đều không thể nắm bắt mà nguyện của con thì thích giữ gìn vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và tâm nguyện ưa thích ấy cũng không thể nắm bắt nắm giữ. Bạch Thế Tôn, đạo Bồ Đề này tánh lìa phân biệt, chẳng phải ở trong ngoài chẳng giữa, không thấy không nghe, không giữ không bỏ hoàn toàn vắng lặng, không thể tìm tướng, lìa mọi hỷ luận. Lúc ấy trong hội lại có 300 cư sĩ Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát đất, cung kính ca ngợi rồi bạch Phật: chúng con cũng sẽ giữ gìn pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, bí mật sâu xa khó hiểu được của Đức Thế Tôn đã đạt được. Đó ở vô lượng A Tăng Kỳ Na Diễu Đa câu chi số kiếp. Nguyện ở đời vì lai, tìm cách gì người mà lãnh nhận được giữ gìn độc tụng trình bày diệu nghĩa, ghi chép cung kính cúng dường. Khi tất cả Bồ Tát nói như thế xong, mỗi vị đều cởi y đang mặc trên thân để cúng dường Đức Phật. Phát nguyện xong, các vị lui sang ngồi một bên. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: ông có khả năng đầy đủ, có lòng từ bi rộng lớn, ở đời vị lai, nếu có những chúng sinh không ưa chánh pháp, thì ngay lúc ấy ông hộ trì pháp này, để khiến cho những chúng sinh ấy không sinh tà kiến. Đại Bồ Tát Di Lặc ở trước Thế Tôn đảnh lễ sát đất rồi bạch Phật: con nguyện ở đời ác năm trượt sẽ tìm cách giữ gìn tam ma địa này, không để dứt mất, khiến cho các chúng sinh còn tà kiến tán loạn, dần dần ngộ nhập vào pháp màu tối thượng của kinh điển Đại Thừa. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Di Lặc: hôm nay, 308.000 câu chi Bồ Tát ở trong hội này đều an trụ pháp, tinh hiểu thọ trì, tâm sinh nguyện tích, siêng năng tu học, thề không lui bỏ. Lại có Bồ Tát tâm chưa vững vàng nên đối với pháp này không có khả năng lãnh thọ giữ gìn, cũng không yêu thích, ở đời vị lai trong kiếp năm trượt sẽ không đủ khả năng hộ trì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai đã tu ở vô lượng A Tăng Kỳ Na Diệu Đa câu chi kiếp số. Ở trong pháp ấy lại sinh tranh cãi cùng cái phiền não, không thể đảm nhận giữ gìn sự ưa thích tu học. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: tại sao là Bồ Tát mà không ưa thích thắng pháp tối thượng? Nếu có Bồ Tát có ý muốn tu tập pháp hạnh như thế, thì phải phát bao nhiêu thứ tâm mới có thể thành tựu? Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: hãy lắng nghe, này thiện nam, do các Bồ Tát đều sinh ngã pháp,
bị chướng ngại bởi ngu si ám độn, tuy có trí tuệ mà không sáng suốt, nên đối với Bồ Đề tâm không quyết định, mấy phen lui bỏ, phần nhiều không ưa thích. Nếu có Bồ Tát với Thắng Tam Ma Địa Tri Ấn Thượng Thừa như thế, có ý muốn cho vững vàng, mong cầu ưa thích chứng nhập, thì đối với Bồ Đề phải phát bảy thứ tâm. Những gì là bảy? Một, như nhân địa thuở xưa của Phật Thế Tôn thư hỏi các bậc thiện tri thức, không tiếc thân mạng, chỉ vì cầu Phật đạo nên phát tâm Bồ Đề. Hai, đối với tất cả tánh pháp dị màu thì ưa thích tu học, chuyên tâm giữ gìn, vì như vậy nên phát tâm Bồ Đề. Ba, hiện tại những hữu tình có nhiều thứ khổ, sớm tối lo buồn, không khi nào giải thoát, khởi tâm đại bi muốn cứu vớt khắp, vì như vậy nên phát tâm Bồ Đề. 4. Muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không có ý tưởng oán hay thân, tất cả đều được vui vẻ giải thoát tự tại, vì như thế nên phát tâm Bồ Đề. 5. Đối với khắp tất cả chúng sinh, vui vẻ bố thí, tìm cách nhiếp thọ khiến cho họ lìa sợ hãi, đối với pháp Như Lai không sinh khiếp nhược, vì như vậy nên phát tâm Bồ Đề. 6. Thế các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề mà sinh ưa thích, gần gũi, tu học cùng các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. 7. Vì nghe thân tướng của Như Lai cao đẹp đặc biệt, công đức tròn đầy, thanh tịnh bậc nhất, vì cầu thánh quả vô cấu xuất thế, nên phát tâm Bồ Đề. Này thì Nam, như vậy Bồ Tát phát bảy thứ tâm mầu nhiệm tối thắng này, có thể dần dần thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, không xả bỏ chúng sinh, giữ gìn chánh pháp, đó là bảy thứ phát tâm Bồ Đề. Này thì Nam, nếu các Bồ Tát khéo có thể tu tập bốn vô lượng tâm, học tập kho tàng pháp sâu xa của Như Lai, là có thể thành tựu năm thứ thắng pháp. Các Bồ Tát đầy đủ thắng pháp ấy gọi là không thoái chuyển. Bồ Tát Di Lặc lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, năm pháp nào được không thoái chuyển? Đức Phật đáp: Này Tỳ Nam, năm pháp ấy là: một, đối với các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, đối với quyến thuộc của mình không sinh thân thiết, đối với các hữu tình khác cũng không chán bỏ. 2. Thế các hữu tình được lợi dưỡng thì thật lòng vui vẻ, khéo léo khen ngợi, không sinh tâm ganh ghét buồn phiền. 3. Đối với thắng pháp màu nhiệm của Phật Như Lai thì có ý mong muốn lắng nghe và muốn được trình bày, vì muốn hộ trì tạng pháp như thế nên không tiếc thân mạng, lưu truyền rộng khắp liên tục không dứt. 4. Có được cuộc cải riêng tư hay những tà thứ tài sản quý báu, không có lòng bỏng sẻn, đều đem ban phát cho tất cả hữu tình, đem cả thức ăn uống, thuốc thang tốt nhất bình đẳng giúp khắp, khiến họ đều đầy đủ. 5. Đối với pháp công đức thù thắng tối thượng, trí tuệ rộng lớn, tổng trì bí mật của các Như Lai thì vui vẻ ưa thích siêng năng tu học. Đó là năm thứ thắng pháp của Bồ Tát. Đối với thắng pháp ấy phải có sự quyết định mong cầu, tâm không thoái lui. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Lại có năm pháp mà tánh của chúng cứng rắn hay ngăn cản Bồ Đề không thể giải thoát. Năm pháp đó là: một, đối với pháp ba thừa không đủ khả năng hiểu rõ; 2. Tham cầu lợi dưỡng mà không nhàm chán; 3. Thường ôm lòng bỏng sẻn tiếc nuối, không hề biết ban ân; 4. Vô nịnh không thật, không khi nào dừng dứt; 5. Miệng chỉ nói không mà không rõ các tướng. Này Bồ Tát Di Lặc, đó là năm pháp làm cho thói quen cứng rắn ngăn che Bồ Đề không thể thành tựu quả thánh vô thượng. Lại có năm pháp, nếu các Bồ Tát có đầy đủ thì đối với thắng pháp Như Lai đã nói, sẽ có khả năng khai bày, dẫn dắt, giảng nói vững vàng, tu tập nhập vào địa vị thánh tánh. Bồ Tát như thế gọi là không thoái chuyển. Những gì là năm pháp? Một, vô ngã xa lìa sự trói buộc của tướng, không chấp vào mình và người. 2. Vô pháp xa lìa sự trói buộc, sự dính mắc vào thế tục và thắng nghĩa, giữ gìn tự tánh. 3. Tánh trí và tướng trí bình đẳng không hai, không có sự, không có thương ghét, vắng lặng sáng suốt. 4. Không chấp vào Bồ Đề và chúng sinh, không ngu muội về sự tuần tự theo thứ lớp của nhân quả tốt xấu. 5. Biết rõ tướng sai khác về sắc thân công đức, thần thông biến hóa thành đạo nhập diệt của Như Lai. Này Thiện Nam, biết rõ đầy đủ năm pháp như vậy gọi là không thoái chuyển.
có khả năng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kệ: lời chúng sinh vô trí vọng nói pháp phi pháp, luận bàn chuyện thế tục, tìm kiếm việc tốt xấu, tự nghiệp thân miệng ý mà không thể giữ gìn. Người chuyên ý tu tập, ưa thích sự yên lặng, hành trì giới nhẫn nhục, nói năng thường dịu dàng, hay giữ gìn bồ đề như tê giác sống riêng, lìa bỏ nơi ồn ào, thích sống nơi vắng vẻ, như hưu ở rừng sâu không có những sợ hãi. Hành giả tu như thế, như gió thoảng bay qua, vì giữ gìn pháp màu có thể bỏ thân mạng, tâm kia không chỗ muốn, động tĩnh và hành xử đều làm lợi, đều làm cho lợi ích, trí tuệ luôn sáng suốt, không ngu tướng các cảnh. Đời ác năm trượt sau, các hữu tình không tin, không thể thọ pháp này, gặp việc sinh nghi hoặc, không biết rõ được gì. Lừa dối hành tà hạnh, tâm cuồng loạn điên đảo. Người ngu si như thế, với pháp bồ đề này, sẽ không thể giữ gìn, cũng không ưa tu tập. Ta nhớ thuở quá khứ, ở chỗ Phật đăng minh, nghe tam ma địa này và pháp tâm tu tập, lại hơn cả trăm ngàn, câu chi kiếp số trước. Cũng có Phật xuất thế hiệu gọi là Kế Tràng. Vì vô lượng chúng sinh nói tam ma địa này, nói pháp hội thứ nhất có đến 80 ức. Na Diệu Đa Bồ Tát, tâm đạt không thoái chuyển. Số chúng hội thứ hai, 70 Na Diệu Đa, nói pháp hội thứ ba lại có 73 Na Diệu Đa Bồ Tát đều trụ địa không thoái. Phật ấy thọ dài lâu, nơi thông phóng ánh sáng, rộng 60 do tuần lại có tỳ kheo tăng 900.000 câu chi, xa lìa khổ trói buộc, đều đắc A La Hán. Khi ấy có luân vương tên gọi là Phước Thượng, thống lãnh Diêm Phù Đề, vùng đất vua cai quản 700.000 do tuần, làm vua 4 thiên hạ, phi tần và thệ nữ, số ấy 6 câu chi, và có 1.000 vương tử, các tướng đều đầy đủ. Cô ấy tên Quang Tuệ, nhân dân đều an lạc, có 800 câu chi, thành và vườn lộc uyển, nhiều hoa trái tốt nhất, mọi thứ đều tốt đẹp, mani báu trang nghiêm, như quang cảnh các trời. Một hôm chuyển luân vương, trong giấc ngủ mộng thấy, có Đức Phật xuất thế. Phật hiệu là Kế Tràng, trong mộng vừa tỉnh giấc, tìm vị tướng lãnh binh, quan quân và nhân dân, 160 câu chi đều đi đến chỗ Phật để nghe tam ma địa. Lúc vua nghe kinh ấy, pháp sâu xa chân thật, tâm rất là vui mừng, liền đem cả cõi nước dâng hết cho Đức Phật, để làm vật cúng dường khắp tất cả cõi nước, dùng chiên đàn thượng diệu, xây dựng các tinh xá, vườn cây đều đầy đủ, vàng bạc các châu báu, nhiều thứ để trang trí. Cúng dường Phật như thế, trải qua 80 năm, an trụ trong Phật Pháp, hay xa lìa việc ác, với tình và chẳng tình, thường khởi tu thắng thiện, xóa bỏ những yêu thích, tận đáy lòng không dục. Chỉ dùng lời chân thật, hóa lợi ích quyến thuộc, cho đến một hôm nọ, tiết lễ để cúng dường, sau ấy không ngàn mé, cúng dường Phật như vậy, vì cầu tam ma địa, được gọi sinh nhà Phật là chân thật hơn hết. Pháp sâu xa nhiệm màu, chẳng trụ tướng năng cầu, chẳng vọng chỗ tâm được, là tam ma địa này, nên Như Lai tri ấn. Lúc vua nghe pháp này, bỏ nước mà xuất gia, trải qua 80 năm, luôn tu tam ma địa sớm tối qua ngày, chưa từng có lười biếng. Suốt trong thời gian ấy, Phật nói pháp khai ngộ, Kế Tràng Như Lai đó sau vào bát Niết Bàn. Vua cho xây dựng tháp 64 câu chi, mỗi một tháp báu ấy có 500 tầng mái, dùng 7 báu trang nghiêm và nhiều thứ kỹ nhạc, đốt 100.000 hương đèn ánh sáng soi rực rỡ, đủ những thứ cúng dường, trang nghiêm đầy đủ khắp. Tính tổng cộng số ấy 73.000 năm, lại vì các chúng sinh nói tam ma địa này, pháp thù thắng vô tướng, tâm kia không chỗ trụ. Nếu vì người cung kính, người cúng dường ca ngợi, tâm không sinh vui mừng, xa lìa các tướng có, và dùng các chú thuật thường hộ trì chánh pháp, trải 80.000 câu chi, 70 na diệu đa, an trụ pháp Như Lai, vắng lặng thường xuống vui. Với tất cả nơi học, hoàn toàn đều đầy đủ, thành tựu pháp bồ đề,
ba nghiệp đều thanh tịnh. Giới pháp đã thọ học, buộc tâm không gián đoạn. Đối với pháp chưa học, cán siêng năng tu tập, dùng sức đại trí tuệ và thắng giải ấn trì, tư duy thường ghi nhớ, không có điều quên mất, xa lìa các hí luận, cho đến các tưởng khác, chẳng bằng trong đời ác, giới hành hạnh bồ đề. Tuy giáo hóa hữu tình, tham cầu ở danh dự, vì lợi dưỡng nói pháp, an trú những tướng có, nói tất cả đều không, thật chẳng rõ tánh không. Đó gọi là dính mắc. Tâm ngộ khác với lời, mạng tà không thanh tịnh. Và thực hành phi pháp, miệng chỉ giỏi nói không, tâm bị tướng trói buộc. Nếu tu hành như thế, hoàn toàn không được gì. Luân vương phước thượng ấy, tức Phật vô lượng thọ, nay ở cõi an lạc, ngàn vương tử tổ ấy, ở trong hiền kiếp này là ngàn Phật Thế Tôn, ở trong đại hội này. Trước ta nghe pháp ấy, xuất gia cùng thời vua, là một vị tỳ kheo, nhớ lại thuở xa xưa, câu chi na hữu đa. Tất cả trong Phật pháp, xuất gia nghe chánh pháp, nghe đều hay hiểu rõ. Do vậy vô lượng kiếp thực hành mọi phương tiện với các pháp cúng dường, không đắm tướng bồ đề, an trụ trong chân thật, được gặp Phật đăng minh, phước trí đều như nhau. Ngài thọ ký cho ta, đời vị lai thành Phật hiệu là Thích Ca Văn. Phật Thuyết Đại Thừa Tri Ấn Kinh Quyển 4. Bây giờ trong hội có phu nhân của vua Tần Bà La, Tần Bà Sa tên là Hiền Cát Tường, cũng gọi là Câu Chi Kim Quang, mẫu thân của vua A Xà Thế, từ chỗ ngồi đứng dậy cúi mình sát đất đảnh lễ dưới chân Như Lai. Đảnh lễ như thế xong, quỳ hai gối xuống đất chắp tay, diện mạo vui vẻ, dùng lời lẽ dịu dàng ca ngợi công đức của Phật, là dùng 100.000 thứ báu vô giá dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, và dùng 500 hoa bảy báu tung lên hư không. Hoa ấy trở thành lọng mây hoa che khắp cả chúng hội. Khi Hiền Cát Tường làm những việc cúng dường như thế xong và bạch Phật, bạch Thế Tôn, có nghĩ ở vị lai và đời ác trược, những loài hữu tình, lòng tin và các căn mỏng manh, phiền não lại thêm nhiều, còn mong cho họ tín hiểu thọ trì pháp môn Tam Ma Địa tối tháng này. Nếu thấy có người ghi chép thọ trì lắng nghe đọc tụng vì người khác giảng nói, mở bài hướng dẫn hóa độ lần lượt lưu truyền khắp nơi, khiến cho không đoạn dứt, khiến cho mọi người nghe thấy đều sinh tâm tin hiểu, siêng năng tu tập, người như thế gọi là pháp khí. Đối với người thọ trì ấy, con sẽ vui mừng khen ngợi, gần gũi, hầu hạ, cung cấp những thứ cần dùng như thức ăn, nước uống, y phục, giường chiếu, thuốc thang, các việc cúng dường đầy đủ không thiếu thốn, lại dùng pháp đại thừa sâu xa làm cho họ ngộ nhập, khiến họ trụ nói dòng giống đại thừa, mau được thành thuộc pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, không lừa dối phân biệt là không hay, chẳng phải không, biết rõ các pháp, lìa sợ dính mắc về ngôn ngữ, tùy ngộ tùy học, không sinh hí luận, về giữ gìn chánh pháp mà đối với thân mạng còn không ham tiếc, huống nữa là những vật dụng của cải ở thế gian, đó chỉ là thứ tăng thêm phiền não sinh tử, cho nên tu học pháp thù thắng Tam Ma Địa như thế. Thưa xong, phu nhân Hiền Cát Tường lui ngồi sang một bên. Nghe nói như vậy, 8.000 tỳ nữ hậu cung vua của vua Tần Bà Sa đều phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện ưa thích đại thừa vô thượng, muốn học tập và an trụ vào môn Tam Ma Địa thù thắng này. Tất cả đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính, đảnh lễ sát đất rồi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, ở vị lai trong đời mạt pháp, chúng con đều sẽ thọ trì pháp sâu xa nhiệm màu tròn đầy này và nguyện bảo vệ cúng dường người thọ trì đó. Khi ấy, khi thấy việc ấy rồi, 60 vạn chúng Ưu Bà Tát Ưu Bà Di ở nước Ma Kiệt đều vui vẻ cùng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tri ấn Tam Ma Địa này, hết lòng vui theo và nguyện như vậy. Ở vị lai trong đời ác trược, chúng con cũng nguyện bảo vệ và giữ gìn trọn vẹn đối với pháp màu này. Đức Thế Tôn biết được tâm nguyện miệng thề của những Ưu Bà Tát Ưu Bà Di và phu nhân Hiền Cát Tường Câu Chi Kim Quang cùng với 8.000 tỳ nữ hậu cung của nước Ma Kiệt Đà, họ đã nguyện tín hiểu thọ trì pháp màu như thế,
thì sẽ luôn luôn tu tập, không có gián đoạn kết quả vị. Biết quả vị chư Phật từ pháp này sinh ra, Đức Thế Tôn liền mỉm cười, bộc lộ sự hoan hỷ vì nhân duyên cười ấy. Có 100.000 thứ tia sáng thật tốt đẹp từ miệng Đức Phật phát ra. Những tia sáng ấy có màu xanh vàng, đỏ trắng, pha chi ca. Những thứ sắc tướng ấy lan tỏa khắp thế giới. Các chúng sinh trong những thế giới ấy, thấy ánh sáng này, đều lìa sự sợ hãi, dẹp trừ được tất cả phiền não ma oán. Ánh sáng ấy trên chiếu đến trời hữu đảnh. Những nơi mà ánh sáng của mặt trời mặt trăng không đến được, thì ánh sáng ấy đều chiếu đến thông suốt. Giữa chiếu đến tất cả các địa ngục lớn và các nẻo ác, làm cho những sự khổ não đều dần dứt, trừ hết những sự dơ xấu, đạt được sự trong sạch. Ánh sáng ấy quay trở lại theo chiều phải, xoay quanh Đức Phật ngàn vòng, rồi nhập vào đỉnh của Thế Tôn. Bây giờ phu nhân Hiền Cát Tường, Câu Chi Kim Quang, thấy ánh sáng ấy rồi, nhưng không biết ý nghĩa, lợi ích việc về việc phóng quang của Như Lai. Từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, ngay ngắn cung kính chắp tay, quỳ hai gối xuống đất, tâm miệng ý vững vàng, đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói kệ ca ngợi Đức Phật. Phật đức sai khác không ngàn mé, cao tuật bao cõi không ai bằng, như hoa nở rộ hương ngào ngạt, tựa trăng trên không lúc tròn đầy. Tâm Phật bình đẳng lìa buồn vui, vì sao hôm nay Phật mỉm cười, con nay nguyện biết nhân duyên ấy, mong hãy giảng nói pháp nhiệm màu, an vui đầy đủ đấng mười lực, trước chúng như trăng giữa muôn sao. Lời lẽ nói ra giàu nghĩa vị, làm mắt chúng sinh các thế giới. Pháp như cơn mưa không phân biệt, tùy các căn tánh khiến hiểu được, phàm âm trong trẻo phước vô biên, hễ ai nghe được đều vui vẻ. Nhờ nghe pháp thắng nhân duyên này, được các sướng vui chưa từng có, mong Phật tạo tiếng sư tự hống, trừ sạch đủ các thứ nghiệp báo, chúng sinh nghe pháp đều vui mừng, bình đẳng vui theo các nghĩa vị. Mình người thấy nghe và tọa trì, hợp căn đúng thời được hiểu rõ, do vậy khai phát tâm bồ đề. Đều với chỗ nghe sinh tôn trọng, đầy đủ tám thứ vô lậu âm, ứng cấp vô biên các tánh dục, trong tất cả công đức thuyết pháp, tương ưng vô số công trái ngược, khi các hữu tình được tọa hóa. Ngộ nhập nghe giữ tâm vững vàng, không bị phiền não quấy tâm kia, khiến với chỗ được không thoái chuyển, thọ trì cấm giới những luật nghi, dù gặp nghịch duyên đều nhận được, xa lìa trần lao không khổ lụy, thân tâm an trú vui niết bàn. Ở trong thánh hạnh bồ đề này, suy nghĩ tu tập luôn tinh tấn, thân vật giống như núi vàng rồng, cũng như bảo thác sáng rực rỡ. Hoa sen khỏi nước nở tròn xoe, hai thấy nghe đều chiêm ngưỡng, như sư tử chúa lúc dạo chơi, có tiếng rống lớn hàng phục thú. Cô sinh giả nói nhân duyên cười, để con chúng hội trường nghi hoặc, Phật đối các pháp đều tự tại, khế hợp vô tướng lý chân thật. Khi các hữu tình tánh sai khác, đều được ba nghiệp sạch không dơ, không bỏ chúng sinh thường hộ trì, khéo chuyển nhân lành được quả tốt. Mười phương thế giới các chúng sinh nghe rồi suy nghĩ tu tập đúng, dập tắt tất cả lửa phiền não, như uống cam lồ lòng mát dịu, âm thanh thuyết pháp của Như Lai, các âm thế gian chẳng thể sánh, tỳ bà tiêu sáo và tù bà, không hầu trống sắc dịu ca ngâm, đánh phù kiên trì và chập chẽ, nhạc cụ như thế cùng nổi lên, mạng mạng tần già và oanh vũ, những chim như thế cùng nhau hót, Phật phát tâm dịu dàng ví diệu, những âm kia cộng lại chẳng bằng. Mười phương chúng đến đây nhóm hội, không giữa tâm tốt xấu sai khác, xin nguyện tìm cách tùy nghi nói, điều phục những kẻ tâm hung ác, khiến họ bỏ được tâm không tốt, nguyện khắp phổ biên được tốt hơn. Họ từ Câu Chi cõi nước đến, vì muốn nghe Thế Tôn nói pháp, nay nguyện lãnh ngộ âm chánh pháp, để các sợ hãi được an vui. Xin nguyện Thế Tôn rưới mưa pháp, từ bi giảng nói pháp vô thượng, để được trọn vẹn vô lậu âm, đốt đéo đều thành quả bồ đề. Nghe phu nhân Hiền Cát Tường, Câu Chi Kim Quang nói kệ xong, Đức Thế Tôn lại vì chúng hội mà nói kệ. Ta ở vô lượng đời, trong khắc già xa kiếp, có vị đại pháp vương hiệu vô tướng Phước Quang, Phật thọ rất lâu dài, 76 câu chi,
giáo hóa bốn thiên hạ, chúng sanh, chúng thanh văn cõi ấy, số đông không thể lường, dùng pháp môn tri ấn, dẫn dắt các chúng sinh, có vị chuyển luân vương, tên gọi là Thắng Tuệ, vua có hai phu nhân, một người tên Đế Tràng. Người kế tên Nhật Quang, nghe môn tri ấn này, sớm tối thường tinh tấn, xuyên tô các nghiệp lành, suốt một câu chi năm, giữ gìn mắt chánh pháp, suốt 60 câu chi, làm thầy dẫn mọi loài, đã ở 30 ức, vô lượng chỗ chư Phật, chứa nhóm nhiều công đức, trong vô lượng thế giới, mắt pháp thường cứu giúp 30 khắp già xa, chư Phật đời vị lai, ở khắp thế gian kia, bình đẳng hộ trì khắp, mắt chánh pháp như thế, đều khiến không đoạn dứt, vua Thắng Tuệ lúc ấy, nay là Phật A Xúc, chúng hội thanh tịnh kia, phu nhân và quyến thuộc, tất cả đều đồng sinh, coi đức Phật như thế. Giữ pháp tâm không lười, lại ở đời vị lai, chuyển thân người nữ ấy, được trở thành thân nam, liền sinh ở vô lượng, thế giới Phật an vui. Giờ nay lúc mạt pháp, chỉ có hiền các tường, hộ được pháp Như Lai. Gìn giữ không phá hoại, nên dùng tâm bồ đề cung cấp các cõi Phật. Khi chánh pháp sắp hết, tất cả đều cứu giữ, khiến người tỏ pháp kia đồng sinh nước an lạc, ngôi hoa sen ngàn cánh, được tướng tốt chư Phật, trang nghiêm đều đầy đủ, đã sinh cõi ấy rồi, đã cúng dường chư Phật. Rốt sau sẽ lần lượt, ở kiếp trang nghiêm kia, được thành đạo vô thượng, dùng vô lượng bồ đề, truyền trao cho trời người, khiến phát tâm vô thượng, cùng bảo vệ chánh pháp. Cõi ấy lìa ma oán, cho đến ba nghiệp độc, không sinh các tội lỗi. Các ác đều không có, không ở trong thai tạng, thanh tịnh mà hóa sinh, cùng vô số Bồ Tát, đều nhóm pháp hội này, không có các thanh văn, cũng không nghe đến tên, xa lìa các duyên ác, thường tu hành bồ đề, bỏ danh tiếng lợi dưỡng, không luyến đắm họ hàng, dứt bỏ tai thân mạng. Nhiều ít loài chúng sinh, tìm cách mà nói pháp, khiến sinh lòng tin hiểu. Nếu có thể tu tập Phật vô thượng bồ đề, an trụ trong pháp này, không cầu vui thế gian, như thuyết mà tu hành khắp cả các cõi Phật, luôn sinh tâm cung kính. Giữ gìn pháp chư Phật, có người lòng canh ghét, phải nên giữ gìn kỹ, đem hết lòng thương xót, răn dạy các chúng sinh, khiến tu học như vậy đều lìa các khổ ách. Như ta thuở xa xưa, vì mong cầu chánh giác, ở trong câu chi kiếp, bỏ đầu mắt tủy não, châu báu và vợ con, tất cả không luyến ái. Nếu ở trong pháp ta, không sinh lòng tin chắc, tuy cạo tóc nhuộm y, ngu quên tướng chân thật. Ham cầu tài, danh dự, vì lợi dưỡng nói pháp, gần gũi chẳng luật nghi, bỏ thọ trì đọc tụng, tuy muốn học sa môn, làm mất hạnh sa môn. Khi Phật nói lời ấy, chúng trời người hội này có 80 câu chi, đều sinh lòng đau xót. Nghĩ những người như thế sẽ đắm chìm, nẻo ác, đồng thanh nói như vậy. Con nguyện ở vị lai, dùng sức tâm bồ đề, bình đẳng gìn giữ pháp. Phát nguyện như thế xong, cõi tam thiên đại thiên, thể đều chấn động mạnh. Chư thiên mưa nhiều hoa ở trong cõi nước ấy, ra gốc và dơ bẩn, vì thắng nhân chuyên này, tất cả đều diệt sạch, chẳng khác ở các trời, đều thanh tịnh cùng khắp. Ở trong đời vị lai, có người nghe như vậy. Kinh điển đại thừa ấy được tuệ mạng tối thắng, chúng trời, người, mười phương, đều vui vẻ cung kính, ca ngợi kinh đại thừa, đủ các loại nghĩa hay, tất cả những long vương, chúng dạ xoa la sát, trừ bỏ tâm độc ác đều cung kính cúng dường. Nếu hữu tình mạt pháp, được nghe kinh tri ấn sâu xa và cao tột mà có thể tinh hiểu, người ấy sẽ được phước. Này thí dụ sơ lược, tựa như khắc già xa, làm số cõi nước Phật, chứa đầy những châu báu, đều dân cúng Thế Tôn. Tu thắng hạnh như thế, trải khắc già xa kiếp, công đức người ấy được, không bằng nghe kinh này, môn tri ấn cao tột, chỉ dẫn và giảng nói, công đức hơn người kia, số vô lượng vô biên. Người ấy không hình tướng, tâm hữu vi chẳng biết. Nếu nhờ nghe Phật Pháp, Pháp trí ấn nhiệm màu, phát sinh tâm bồ đề, dùng các pháp tương ưng, nương lời nói của Phật như thuyết mà tu hành, và trong đời mạt pháp, siêng quán sát nhớ giúp. Thích ở nơi vắng vẻ, một lòng cầu giải thoát,
cho nhóm vô số lượng, các công đức tốt nhất, thường dùng ba loại giới truyền dạy các hữu tình, tâm thương xót mến giúp, như mẹ nhớ con mình, lời vui vẻ, dịu dàng, dạy khiến lìa oán tặc, ở trong chánh pháp Phật, không sinh tưởng đạo điên, mình người đều nhiều ích, khiến mau đến chánh giác. Nếu với Tam Ma Địa, môn tri ấn rộng lớn, hay ghi chép nhận giữ, đọc tụng giảng giải đúng, lần lượt trao chúng sinh, mình người được giải bày cũng khiến cho đạt được các nghiệp báo tốt nhất. Lời, ý và suy nghĩ tất cả đều không thể, người ấy được sinh về nước an lạc chư Phật. Thế Tôn thấy họ rồi liền khởi tưởng quan thân, tâm thương xót gìn giữ, vui vẻ mà nhiếp thọ. Bây giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu người nương theo tánh mà có thể thọ trì pháp môn tri ấn Tam Ma Địa này? Ở trong đời vị lai, họ giữ gìn chánh pháp, rồi từ nơi chánh pháp ấy mà yêu thích, cũng có thể ngay trong pháp môn tri ấn bí mật sâu xa của Như Lai mà sinh tin hiểu vui thích tu hành. Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Những chúng sinh ở đời ác năm trước kia bị các khổ não bức bách không thể tính đếm, chỉ có Bồ Tát ở trong đời ác ấy đương theo chánh pháp mà sinh tinh hiểu. Hạng người như thế rất là hiếm có. Nhưng ở đời mạt pháp, những chúng sinh ấy thường nghe những lời nói theo dệt lừa dối, khiêu khích đấu tranh nhau hoặc phá bỏ căn lành. Đối với pháp môn tri ấn tối thắng này, sẽ có những lời giả nói không đủ khả năng làm cho hiểu rõ. Chỉ có Bồ Tát ở trong đời ác năm trước ấy khi sắp pháp sắp diệt, đối với chúng sinh khổ não, với lòng từ bi thương xót, dùng các phương tiện nhiều ít nhiếp thọ. Những người bị khổ não bức bách như thế, nếu không có Bồ Tát hướng dẫn hóa đạo, thì đối với pháp sâu xa sẽ không đủ khả năng tinh hiểu, thọ trì, đọc tụng. Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: May thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn vì thương xót muốn an vui cho hữu tình mà tuyên nói pháp màu như thế, khiến cho tất cả chúng sinh ở đời vị lai kia được nghĩa lý lợi ích ấy, sinh lòng xúc động thương cảm, ưa thích tu tập. Nếu Bồ Tát ấy được pháp môn này thuận theo thắng hạnh tối thượng của Như Lai, vững vàng mong cầu, không phá bỏ đạo tâm vô thượng, thì có khả năng mau chứng đắc vô thượng chánh đạo chánh giác, khế hợp với trung đạo của Phật, tương ứng với thắng hạnh mà không lui bỏ. Đức Thế Tôn lại bảo Di Lặc Đại Bồ Tát: Cũng có Bồ Tát thuở xa xưa đã ở chỗ trăm Đức Thế Tôn, thân gần, cung kính, hầu hạ, cúng dường, phát tâm Bồ Đề, gieo giống căn lành trong những cội công đức. Nhưng ở vị lai, trong đời ác năm trước ấy, đối với Bồ Đề rộng lớn, vô lượng sâu xa, nghĩa lý màu nhiệm này là chưa đủ khả năng tinh hiểu, và đối với pháp môn tri ấn rộng lớn này thì không thể ngộ nhập. Lại nữa này Di Lặc, cũng có Bồ Tát ở chỗ ngàn Đức Thế Tôn trong quá khứ, phát tâm Bồ Đề, gần gũi cung kính, gieo giống căn lành trong các cội công đức, Bồ Tát như thế. Nhưng ở vị lai, trong đời ác năm trượt, tuy gặp bạn lành phát tâm Bồ Đề, nhưng đối với pháp môn tri ấn rộng lớn, nghĩa lý vi diệu thì chưa thể rõ hiểu, thường khởi tâm nghi hoặc, không sinh yêu thích, không thể thọ trì đọc tụng, ghi chép lưu truyền, và cũng không đủ khả năng vì người giảng nói, khiến cho họ sinh tinh hiểu. Lại nữa này Di Lặc, lại cũng có Bồ Tát ở chỗ trăm ngàn Đức Phật trong quá khứ phát tâm Bồ Đề, gieo các căn lành trồng các cội công đức. Ở vị lai, trong đời ác năm trượt, tuy gặp bạn lành phát tâm Bồ Đề, nhưng đối với pháp môn tri ấn rộng lớn sâu xa tối thượng này, chỉ tín hiệu chút đỉnh về với nghĩa lý sâu xa, nên chưa đủ khả năng ngộ nhập, cũng không đủ khả năng thọ trì độc tụng vì người mà khen ngợi giả nói Bồ Đề rộng lớn, vô thượng nghĩa lý, lợi ích sâu xa được. Lại nữa này Di Lặc, cũng có Bồ Tát cho đến ở chỗ một câu chi Đức Phật trong quá khứ phát tâm Bồ Đề, gieo các căn lành trong các cội công đức. Ở vị lai, trong đời mạt pháp, vị ấy gặp bạn lành phát tâm Bồ Đề, đối với pháp môn tri ấn rộng lớn màu nhiệm tối thắng này, cũng lắng nghe ghi chép đọc tụng, ưa thích thọ trì, nhưng đối với nghĩa lý sâu xa thì chưa đủ khả năng hiểu rõ, không đủ khả năng vì người phân biệt giảng nói với đệ nhất nghĩa, với tâm Đại Bồ Đề, chưa đủ khả năng ấn định, với môn tri ấn Tam Ma Địa này cũng không điểu ngộ gì cả.
Lại nữa, này Di Lặc cũng có Bồ Tát ở chỗ 30 câu chi Đức Thế Tôn trong quá khứ đã phát tâm Bồ Đề, gieo các căn lành trong các cội công đức ở vị lai trong đời mạt pháp. Vì ấy tuy gặp bạn lành phát tâm Bồ Đề, được nghe pháp môn tri ấn rộng lớn này, cũng có thể lắng nghe, đọc tụng, thọ trì, biên chép, lưu truyền và vì người giảng nói. Nhưng đối với pháp tri ấn Tam Ma Địa không có tâm quyết định giữ gìn ấn khả, nên cũng không thể thành tựu nghĩa lợi chân thật. Lại nữa này Di Lặc, nếu có Bồ Tát ở chỗ 80 câu chi các Đức Thế Tôn được nghe pháp Tam Ma Địa tối thượng và cứ như thuyết mà tu hành, là có thể giáo hóa lợi ích cho các loài hữu tình, khiến cho họ tinh thọ. Ở những chỗ Phật ấy phát tâm Bồ Đề, gieo các căn lành trong các cội công đức ở vị lai trong đời mạt pháp, các vị ấy nhờ năng lực tâm Bồ Đề nghe được pháp môn tri ấn rộng lớn vô thượng sâu xa này, mới có khả năng hiểu rõ, thọ trì, đọc tụng, ghi chép, lưu truyền, vì người giải nói hết lòng yêu thích, đảm nhận và giữ gìn, khiến mau được tròn đầy. Đối với môn Tam Ma Địa nhiệm màu ấy, đã hiểu rõ đúng đắn, đối với tất cả pháp tẩy đều thông đạt. Lại ở trong pháp Bồ Đề vô thượng rộng lớn, lìa các phân biệt, đánh dẹp tất cả các ác ma oán, phải bỏ tất cả nghiệp chướng không tốt trong vô lượng kiếp, theo chỗ có được tạo ra những nguyên nhân hạnh khổ, sẽ tạo báo ở đời vị lai và đều được thoát khỏi. Lại đối với nhân không tốt tạo ra ở quá khứ cho đến đời ác, sau khi pháp sắp diệt, tâm lành mỏng manh phá hoại chánh pháp, ưa đắm vào ngôn giáo của thế tục ngoại đạo, tăng thêm hí luận, thực hành hành phi pháp, nói lời vô nghĩa, không phân biệt cao thấp, phần nhiều tham cầu với những hữu tình ác, không gặp không cung kính, khinh mạng, nhục mạ, đối với những điều cần thiết cho bản thân, tất cả đều thiếu thốn. Nhờ một đời này, chấn ngộ thắng pháp có sức công đức lớn, cho nên nhân khổ như thế đều được trừ diệt. Cũng nhờ ở quá khứ, thân gần cúng dường các Đức Phật, nhóm các căn lành, như đã nói ở trên, ở vị lai trong đời mạt pháp, vị ấy phát tâm Bồ Đề mới có khả năng đảm nhận giữ gìn pháp môn Tam Ma Địa tối thắng này, để được các khổ trói buộc đạt được không thoái chuyển. Ba nghiệp bền vững không sinh tán loạn, siêng năng mong cầu thánh quả Bồ Đề. Lại nữa này Di Lặc, nếu có Bồ Tát ở trong quá khứ tạo nghiệp không tốt, phải đọa nẻo ác, ở vị lai trong đời mạt pháp, khi pháp sắp muốn diệt, được nghe pháp môn ấy và ưa thích thọ trì, vì nhân duyên này nếu bị bệnh khổ sợ hãi thiêu đốt lẫn nhau, các nghiệp tội đời trước liền được trừ diệt, các căn không đủ, thọ các khổ não, sinh vào nhà tà kiến, từ gặp gỡ những hạng ngu si, sinh vào nhà thấp hèn, bị người sai khiến, sinh vào nhà nghèo khổ khốn cùng, ăn mặc thiếu tốn, sinh vào nhà bỏng xẻng tham lam, không hay cứu giúp. Nếu có nói ra điều gì, người ta cũng không tin, phạm vào vương pháp, tù oán gặp nhau, dòng họ biết mà chán bỏ, lòng nhiều lo buồn, pháp hội từ bi mà gặp nhiều điều ngăn ngại. Dù muốn nói pháp, nhưng người không thích nghe, những đồ vật cần thiết như thức ăn đồ uống, y phục, ngoại cụ, thuốc thang có gặp được, nhưng cũng không được ban cho, nghèo khổ khốn cùng, họ hàng ruồng rẫy. Người giàu sang xua đuổi hoặc bị người ác tìm đến quấy rối, ganh ghét hãm hại, tu các pháp lành nhưng không thể tăng trưởng, hoặc ở trong mộng luôn thấy các điều xấu, bởi vì thấp hèn, nên các thứ, nên các khổ bức bách. Những nghiệp tội đời trước ấy cũng liền được tiêu diệt, nghiệp chướng để diệt, dù gặp duyên khổ và các diệt oán cũng không thể làm hại, cùng với ma theo sau, theo nhau. Tuy không xa lìa, nhưng có thể biết được cảnh giới của các ma, đối với các danh tiếng cho đến lợi dưỡng, tâm không yêu thích, được người gần gũi cho đến cung kính tôn trọng ngợi khen, nhưng cũng không lấy đó làm vui, tu các hạnh lành, ban ân huệ cho các hữu tình, không sinh bỏng xẻng mà cầu giải thoát, giữ gìn giới cấm, không hủy phạm điều gì, tu hạnh nhẫn nhục, nhiều ít hữu tình, cứu khổ ban vui, tu hạnh tinh tấn, kén gìn giữ ba nghiệp, cần cầu các điều lành, lìa các ham muốn xấu xa, tu tập thiền định, tán loạn không sinh, dùng đại trí tuệ mà toán hộ các pháp tánh, phương tiện nguyện lực làm lợi lạc cho hữu tình. Nghe vô lượng pháp môn, tâm không quên mất, tu tất cả điều lành,
làm lợi ích hữu tình, quả vui ở đời không sinh hy vọng, khi các chúng sinh mau bước lên bờ giác ngộ. Lại nữa, này Di Lặc, những Bồ Tát ấy đã từng ở chỗ trăm Đức Thế Tôn trong quá khứ, phát tâm Bồ Đề chân thật bình đẳng, gieo giống căn lành trong các cội công đức, đi các khổ trói buộc, còn bị những chúng sinh ác ở đời mạt pháp, đi đến não hại không thể tin hiểu tu tập với những kẻ ấy. Huống gì những chúng sinh ác ở đời mạt pháp không trồng căn lành, mê loạn, mê hoặc tán loạn mà có thể giác ngộ ư? Thế nên ở đời mạt pháp, những người không tốt đối với pháp tối thắng sâu xa này không có khả năng tinh thọ theo như lý mà tu học được. Lại nữa này Di Lặc, nếu có Bồ Tát có khả năng đối với pháp này tinh hiểu sâu xa, ý chí bền vững, mặc áo giáp nhẫn nhục, hàng phục các ma, tu hành lâu dài, quyết bảo vệ đảm nhận, giữ gìn, không thoái lui khuất phục, trí tuệ rộng lớn, vô lượng pháp lành sẽ từ pháp này sinh ra, một lòng mong cầu vô thượng Bồ Đề, mỗi niệm tương ưng vững vàng không bỏ, lại ở đời vị lai góp phần diện nói diệu nghĩa, siêng năng không mỏi mệt rốt ráo bảo vệ, gìn giữ pháp môn Tam Ma Địa tối thượng này, không thông tỏ tất cả những việc tốt xấu, an trụ trong pháp siêng tu các hạnh. Phật Thiết Đại Thừa Tri Ấn Kinh Quyển 5. Bây giờ Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Các Tường cùng với 60 vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn, là những vị đứng đầu ở trong đại chúng đều chắp tay cung kính bạch Phật. Đại Bi Thế Tôn, hôm nay chúng con được nghe pháp thắng mầu nhiệm như thế, ở đời vị lai sẽ giữ gìn vững vàng, dạy các chúng sinh phát tuệ vô thượng. Đối với pháp, đối với thắng pháp này, cứ như điều đã nói mà thực hành, xa lìa các điều ác, không sinh kiêu căng, cũng không cống cao, không có tâm vua nịnh yêu ghét. Đối với mình, người không có cảnh thân quen hay oán ghét, mà tất cả đều bình đẳng. Đối với pháp yếu trí ấn tổng trì, đại pháp vô thượng mà các Đức Như Lai đã đạt được, dù trải qua vô số câu chi trăm ngàn vạn ức na diệu đa kiếp, vẫn ưa thích thọ trì, biên chép đọc tụng cho đến lưu truyền xoay vần liên tục mà không để cho gián đoạn. Đức Thế Tôn nghe Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Các Tường cùng với 60 vị Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn, phát sinh tâm vô thượng, giữ gìn chánh pháp, nói những ngôn từ lợi ích an vui cho chúng sinh xong, ở giữa đại chúng bèn dùng lời dịu dàng trong trẻo nói kệ. Trồng các căn lành, lìa sĩ mạng, an trú vắng lặng không điều ác, nhẫn nhục bền vững chẳng dao động, luôn nhớ nghĩ đúng với thắng tuệ. An trụ như vậy đủ sức mạnh, có thể giữ gìn tụ pháp tài, lìa những hành ác không lầm lỗi, không vì danh tiếng và lợi dưỡng, không có tranh cãi lìa dính mắt, bình đẳng khắp cả như hư không. Người như thế có thể gìn giữ gìn, dần dần được thành ta muội này, nhẫn nhục bền vững thích Bồ Đề, sớm tối siêng năng không biến nhát, giữ gìn oai nghi lìa điều ác, với pháp sâu xa càng tăng trưởng. Tất cả của quý ở thế gian, quyến thuộc họ hàng, không luyến ái, thể đều chán bỏ lìa các chấp, không tượng oán thân tâm bình đẳng. Người như thế đó được thành tựu Tam Ma Địa cho báu vô thượng, suốt cả ngày đêm gắng siêng năng, đối với pháp này sinh giác ngộ, tôn trọng cung kính với bạn hiền, vui vẻ khen ngợi tam muội này, hay hiểu pháp thế gian vô tận, đối với cảnh nhiễm không chỗ chấp. Các pháp ấn nhẫn tâm thanh tịnh, như trong câu chi mặt trời chiếu, trí tuệ sáng suốt phá tối tâm, vào được pháp nghĩa sâu như thế. Ấy người cởi trí lìa các chấp, giống như nhật nguyệt ở hư không, như núi tuyết lớn, rất vững vàng, trấn áp đại địa hay trang nghiêm, cũng như thích phạm chuyển luân vương, có đại oai nghi người cung kính, cũng gọi vô thượng đại y dương hay trừ tất cả các bệnh khổ. Hết các nghiệp chướng tâm thanh tịnh, đánh phá ma la các quyến thuộc, dần dần thành tựu tha tâm trí, phân biệt tất cả tâm sai biệt, nhớ lại quá khứ nay diệu kiếp, diệt trừ lửa phiền não hừng hực. Người này thiện thể đáng ngợi khen, chứng ngộ Bồ Đề lý chân không, hay nhập môn Như Lai tri ấn, đạt được vô biên các kho báu, thông đạt danh tướng không tự tánh, không chấp có, không ở trung đạo. Quán sát năm uẩn như huyễn trần, biết chắc bốn đại thể chẳng chân, tất cả hữu phi đều sinh diệt, dối tâm tạo ra thành luân hồi.
Thắng trí tam muội tánh vắng lặng, lìa các phân biệt khó nghĩ bàn. Ba đời rỗng lặng vốn như vậy, không đến, không đi, không chỗ động. Gặp lúc mạt pháp người tà kiến, do chánh pháp Phật chấp có không. Với lại pháp này không chỗ chứng, tự nói tôi được pháp tánh không, là điều tăng trưởng thấy chúng sinh, đời đời xa lìa tâm bồ đề. Lại thấy có người tùy thuận học, thương khóc lệ rơi, rợn long thân. Cũng ở mạt pháp cả dòng tích, suy tụng đủ điều không uy nghi, vì cầu bồ đề mới xuất gia, với bồ đề ấy không an trụ. Phá giới, phá kiến, hủy oai nghi, sớm tối gần gũi, hạn không tốt, vì tham lợi dưỡng vào của cải, có được bao nhiêu cho họ hàng. Như qua biển cả mất phao nổi, chắc chắn trong sang bờ xa thẳm, họ có thường thừa chân thích tử, như vậy xả bỏ những thế gian, giống như hoa sen ra khỏi bùn, bản tánh thanh tịnh không bị nhiễm. Nay ta dạy ông Hoan Hỷ Vương, phải nên nghĩ đúng luôn, gìn giữ, đánh dẹp vọng tưởng sân chân trí, với mong cầu này các đức đầy, siêng năng tu học không lười biếng, ấy mới thật là con chư Phật. Giống như lúa mạch ở thế gian, số như hà sa na diễu đa, đem hạt giống này gieo ruộng tốt, xoay vần sinh nhau vô lượng kiếp, đã được hạt tốt chẳng thể lường, tính đếm thế dụ còn chẳng xuể, xoay vần như thế tận phương đông, hà sa số giống cũng như thế. Cho đến mười phương cõi nước Phật, những hạt giống tốt không sai khác. Một hạt như thế là một Phật. Giả sử một Phật có trăm đầu, một đầu lại hiện trăm chiếc lưỡi, cùng khe Như Lai Tam Ma Địa, ở trong khắc già xa kiếp ấy, cũng lại tuyên nói không thể tận, như đem hạt cải sánh tu di, như đem cọng cỏ chốn hư không, chống hư không, hoặc một giọt nước bằng đầu lông, đem so nước bao la, bốn biển, công đức như thế cùng so lượng, và như toán số không tính nổi. Nên đối với kinh sâu xa này, phải luôn siêng năng mà tu học. Bây giờ Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường, cùng với 60 không thể nghĩ bàn Đại Bồ Tát, nghe Phật Thế Tôn nói kệ xong, liền phát khởi tâm Đại Bồ Đề vững vàng, hoan hỷ tinh tấn, lại bạch Phật. Đại Bi Thế Tôn, Thế Tôn có được đệ nhất nghĩa đế, niết bàn hơn hết, pháp nghĩa sâu xa, cả hội chúng con tuy sinh khởi lòng tin, nhưng chưa đủ khả năng hiểu rõ, cô xin Thế Tôn phân biệt giảng nó cho chúng con. Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng nhất viên âm, bảo Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Cát Tường, cùng với 60 Đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Này Thiện Nam, thắng pháp này, xưa nay vắng lặng lìa các phân biệt, dứt nhận hí luận, giả sử có tên gọi là để chỉ bày tuyên nói. Các Bồ Tát thưa, Đại Bi Thế Tôn, vì sao pháp này lìa các phân biệt, dứt hí luận, giả sử có nói năng cũng chỉ là phương tiện chỉ bày. Đức Phật bảo, này Thiện Nam, thắng pháp này tuy có nói năng, nhưng thể của nó là không thể có được, cho nên gọi là không phân biệt. Vì sao thể của pháp này là không thể có được? Vì thắng pháp ấy không tu, không tạo tác nên không thể được. Vì sao pháp này không tu, không tạo tác? Vì thắng pháp ấy vốn không sinh diệt, nên chẳng tu, chẳng tạo tác. Vì sao pháp này không có sinh diệt? Vì thắng pháp ấy, tánh nó lìa đối tượng chấp trước, cũng chẳng phải chủ thể chấp trước, không sinh diệt. Vì sao pháp này không có chủ thể chấp trước và đối tượng chấp trước? Vì thắng pháp ấy không trụ không xứ. Vì sao pháp này không trụ không xứ? Vì thắng pháp ấy không tướng biến đổi, nên không trụ xứ. Vì sao pháp này không có tướng biến đổi? Vì thắng pháp ấy không đây không đó, nên không biến đổi. Vì sao pháp này không đây không đó? Vì thắng pháp ấy chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Vì sao pháp này chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi? Vì thắng pháp ấy chẳng phải giả, chẳng phải thật. Vì sao pháp này chẳng phải giả, chẳng phải thật? Vì thắng pháp ấy chẳng phải tâm, cũng chẳng phải phi tâm. Vì sao pháp này chẳng phải tâm, cũng chẳng phải phi tâm? Vì thắng pháp ấy không thể hiểu khác. Vì sao pháp này không thể hiểu khác? Vì thắng pháp ấy không có sự biến hóa của thức. Vì sao pháp này không có sự biến hóa của thức?
Vì thắng pháp ấy chẳng phải tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Vì xa pháp này chẳng phải tương ưng, cũng chẳng phải không tương ưng. Vì thắng pháp ấy tự tánh bình đẳng. Vì xa pháp này tự tánh bình đẳng. Vì thắng pháp ấy tướng không được thể cầu. Vì xa pháp này tướng không được thể cầu. Vì thắng pháp ấy không có tướng an trụ. Vì xa pháp này không có tướng an trụ. Vì thắng pháp ấy không có tự tướng. Vì xa pháp này không có tự tướng. Vì thắng pháp ấy bản tánh rỗng lặng. Vì xa pháp này bản tánh rỗng lặng. Vì thắng pháp ấy không có sự dính mắc. Vì xa pháp này không có sự dính mắc. Vì thắng pháp ấy trong sạch lìa nói năng. Này thiện nam, do thắng pháp này lìa các phân biệt, không tu, không làm cho đến lìa nói năng, tánh trong sạch nên gọi là Niết Bàn. Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Các Tường, cùng với 60 vị Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thắng pháp như thế, con người khó có thể hiểu được. Bạch Thế Tôn, tất cả các pháp đã vào pháp giới tánh rồi, là không trụ được. Tánh pháp như vậy, thì làm sao chúng con giữ gìn? Đức Phật bảo Bồ Tát Hoan Hỷ Vương, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Các Tường, cùng với 60 vị Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Này các thiện nam, thắng pháp như thế là không thể nghĩ bàn, lìa các phân biệt cho đến hỷ luận. Nếu đối với pháp này, khởi tưởng phân biệt cho đến hỷ luận thì pháp có hai. Nếu pháp có hai thì rơi vào sanh diệt. Vì sao? Vì pháp cao tuyệt này là nghĩa đế thứ nhất, không có sinh cũng không có diệt. Biết rõ như thế gọi là giữ gìn. Lúc ấy Đức Thế Tôn thì các Bồ Tát lại nói kệ, thắng pháp không làm chẳng có không, để các nói năng và phân biệt. Nếu có được pháp chấp hai bên, đó là phân biệt và hỷ luận, đối với pháp ấy không tương ưng, chỉ hay tăng trưởng với tuệ nhiễm, pháp ấy không tướng không ghét thương, lìa các tìm cầu không chỗ được. Nếu tự nói rằng tôi nhẫn không, tôi xin phân biệt và hỷ luận, những tánh không ấy không thể được, dùng tâm phân biệt khó so lường. Nếu với các pháp không nghi chê, ấy mới gọi là không thoái chuyển, lìa dây phiền não được giải thoát. Giới thắng pháp này, tâm ẩn nhẫn. Nếu người dối sinh rồi sinh phân biệt, tìm cầu vượt qua mất chánh giải, so lường các pháp chấp có không, vì tánh và tướng vốn không hai, dùng trí tìm trí không thể được, ngoài trí lại không trí tuệ khác, giả nói lanh quanh tướng hữu chi, trí ấy chẳng trí lầm chân không. Nếu nói chút ít là thật có, vì tưởng hư dối thành sinh diệt. Nếu chứng chân thật liền biết được tất cả các pháp vốn thường trụ, người ngu vọng tưởng thành lưu chuyển, vì chán sanh tử cầu niết bàn, tăng trưởng ngã kiến có sai khác, người trí hiểu rõ pháp không hai, minh và vô minh vốn đồng thể, do vì không hiểu lòng sợ hãi, người ấy chấp chặt nơi biên kiến, tăng trưởng nói năng các hỷ luận. Nói pháp hữu phi là niết bàn, đối với chánh pháp sinh phá hoại, tâm cùng phi tâm không tự tánh. Mà tự tánh ấy chẳng phải tâm, tất cả các pháp vốn không tướng, không có nói năng, thật rỗng lặng, pháp từ duyên khởi chẳng chân thật, các pháp diệt hết cũng chẳng chắc. Tám đế, bốn đế, rõ chân tục, cũng gọi trí phương tiện Như Lai, thật trí Như Lai không thể được, các pháp nói ra cũng như vậy. Với như thầy thuốc chữa các bệnh, tuy bệnh kê đơn không chính mắt, nếu hay như thế sinh giác ngộ, đó mới gọi là con thiện tệ. Niết bàn, bản tánh đều bình đẳng, trầm như hư không, không ngàn bé, thánh trí ba thừa đồng niết bàn, không diệt, không tăng, không hỷ luận. Pháp giới thật, không một chúng sinh, cũng không một chữ để nói năng. Hữu tình chấp, tự tâm phân biệt, cho là niết bàn không chỗ trụ. Vô minh, vọng niệm, kết luân hồi, hoặc nghiệp sinh khổ thường liên tục, nhất chân thật đế lìa khai kiến, hoặc nói bốn đại cũng tùy nghi. Vì có khổ báo, nói do tập, diệt được ý lý rồi rõ đạo đế. Một pháp chúng sinh nhiều vọng tưởng, không vì tình hạnh mà xuất gia, do vì danh lợi phá oai nghi, vì chứa nhiều, vì chứa phiền não khởi tranh đấu. Các tỳ kheo tu tập công đức, với thắng pháp này thành tựu được. Xa lìa danh tiếng và cuộc cải, thích sống thanh nhàn không tìm giữ, như lần tê giác riêng ở núi. Suy nghĩ ta ma địa như vậy, 80 câu chi lượng túc tôn, lòng từ cứ giúp người tu tập, các trời thấy rồi cũng vui vẻ,
ẩn hình sớm tối luôn giữ gìn, trí tuệ phá tối như mặt trời, sinh ra thắng pháp giống cam lộ, người ấy có thọ trí ấn môn. Trong mộng thường gặp các đức Phật, các người đều giữ tâm dũng mãnh, bền vững tu tập không thoái bỏ. Đức Thế Tôn lại bảo Đồng Chân Bồ Tát Diệu Cát Tường: Này Diệu Cát Tường, nếu các Bồ Tát và chúng sinh ở đời mạt pháp mà muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề thì phải tu học tương ưng với pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn thành tựu 80 vẻ đẹp của Như Lai thì phải tu học tương ứng với tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn thành tựu 18 thắng pháp bất cộng của Như Lai thì phải tu học tương ưng pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn thành tựu 10 lực của Như Lai, 4 vô sở ý, 4 tâm vô lượng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì phải tu học tương ưng với pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn thành tựu 5 loại mắt của chư Phật thì phải tu học tương ưng với pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn được thọ mạng rộng lớn và những thứ thù thắng, vi diệu, oai đức, tự tại để trang nghiêm cõi nước của chư Phật thì phải tu học tương ưng với pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Muốn thành tựu các đại Bồ Tát thanh văn lợi căn, muốn được sắc thân trí tuệ của Như Lai, với pháp môn tụng trì vi diệu thù thắng rộng lớn và hiểu tâm tánh căn hành ngôn ngữ sai khác của tất cả chúng sinh, muốn có đầy đủ thần thông biện tài vô ngại hiểu rõ các pháp thì phải tu học tương ứng với pháp tri ấn Tam Ma Địa sâu xa ấy. Vì sao? Vì đại Bồ Tát nếu tương ứng với pháp Tam Ma Địa ấy thì sẽ được đầy đủ cùng khắp mọi thứ công đức như vậy, thành tựu đại pháp Bồ Đề vô thượng, chỗ nương các pháp gọi là đạo vô thượng, trí xuất thế gian gọi là chánh kiến, chánh biến tri, tự tánh vắng lặng gọi là Như Lai, như thiết tu hành nên không có gì bằng, vì chẳng phải ngang bằng nên không khởi không diệt, xuất thế, rốt ráo, lìa các nói năng, gọi là đệ nhất đế, là chân thật nghĩa đế, không bị phá hoại. Vững vàng điều phục đó gọi là pháp tối thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai. Này Diệu Cát Tường, thuở quá khứ ta nhờ tu tập an trụ nơi pháp tri ấn Tam Ma Địa ấy, mới thấy Phật Nhân Đăng, mới được vô sinh nhẫn, thọ ký Bồ Đề. Bồ Tát Diệu Cát Tường bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai ở chỗ Phật Nhân Đăng, thấu đạt vô sinh nhẫn, được tọa ký Bồ Đề, nhưng đối với vô lượng kiếp ở trong sinh tử, thì làm thế nào tu được các hạnh khổ khó được, khó thực hành để được thành Bồ Đề? Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường: Thuở quá khứ, ta vì cầu Phật đạo mà thành tục căn lành, thanh tịnh cho tất cả các chúng sinh. Về sức đại nguyện trải qua vô lượng thời, siêng tu khổ hạnh, hóa độ lợi lạc hữu tình theo căn tánh cao, thấp, hay ở bậc trung của chúng, khiến cho chúng thấu rõ nhập vào pháp nghĩa của ba thừa, dần dần tu hành mà có sự chứng đắc. Này Diệu Cát Tường, khi ấy ta nhờ vào hạnh nguyện đó mới đắc Bồ Đề và kẻ Niết Bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Nếu muốn tương ưng với pháp ấy, đạt được vô lượng tuệ Như Lai, mười phương trăm ức các Thế Tôn tại đều đến giúp người tu tập, là cam lộ của pháp sâu xa. Nếu hiểu được hết các diệu nghĩa, và là tổng trì Đà La Ni, người hay tu tập đều đạt được, hiểu rõ ngôn âm diệt các tội, phá hết dính mắc cởi trói buộc. Niết bàn không sinh cũng không diệt, không đi, không đến, không nơi trụ, trang nghiêm mười lực các tướng tốt, thành tựu tất cả công đức Phật, trong sạch tròn đầy âm giải thoát, ứng trong vô lượng khắp muôn loài, âm thanh phát ra đều hiểu rõ, tất cả người nghe đều vui mừng. Xa lìa tà kiến không phân biệt, thanh tịnh hơn hết không còn nhơ. Hãy học tương ưng với kênh này, rốt ráo đạt được đạo giải thoát. Nếu người ở trong 21 ngày, một lòng suy nghĩ pháp như thế, không sinh biến nhát bỏ thân chuyên, sớm tối tu tập được tăng trưởng, từ bi xa lìa các ganh ghét, giữ gìn giới cấm dứt tranh cãi, đạt được bình đẳng chánh biến tri, thật lòng vui vẻ thường giải thoát, xa lìa tạo tác các duyên khởi, với như hoa sen không nhiễm bùn, bền vẫn không khởi các tham ái, cũng như loài chim ra khỏi lòng. Khi được pháp môn tối thắng này, 3000 thế giới đều chấn động, các trời tố vang nhạc âm hay, rải cúng dường, rải cúng hương bột và trầm thủy. 100000 cờ phướng và áo trời, tràng hoa tươi đẹp và chuỗi ngọc, ngọc mani, nón và lọng báu, chuông vàng treo khắp rất trang nghiêm, tất cả các trời đều ca múa,
các rồng, kim sĩ, tu la vương, tỳ kheo tăng cùng ưu bà tắc, tỳ kheo ni và ưu bà di, mỗi vị đều cởi áo đẹp tốt, làm vật dâng lên cúng dường Phật, cung kính ca ngợi tâm suy nghĩ. Đạo vô thượng này thệ nguyện cầu, ta nói pháp sâu xa như thế, phát sinh tâm bồ đề không thoái. Hồi này hà sa người tinh hiểu, rốt ráo đều được vô sinh nhẫn. Các cõi nước khác chúng vị lai xây vần nghe pháp tâm vui vẻ. Đức Thế Tôn nói kệ ấy xong, A Tăng Kỳ số các chúng sinh đều hoan hỷ phát tâm bồ đề, là có 80 na dụ đa số các vị đại bồ tát được nghe pháp ấy đối với đạo vô thượng, đạt được quả vị không thoái chuyển. Lại có 63 câu chi đại bồ tát đạt được vô sinh pháp nhẫn, có 63 câu chi đại bồ tát đắc thái ma địa, vô số chúng sinh đắc thánh quả. Các đại bồ tát từ 10 phương đến đều thấu tỏ được tri ấn tam muội như thế. Đức Phật nói kinh này xong, các vị đại bồ tát đứng đầu như bồ tát Hoan Hỷ Vương, bồ tát Di Lặc, bồ tát Diệu Cát Tường cùng 60 vị bồ tát không thể nghĩ bàn, và các đại bồ tát trong hiền kiếp, các đại thanh văn và phu nhân hiền các tường kim quang, tất cả thế người bốn bộ chúng, Ca Tất Bà Vương, Atula, vân vân, nghe pháp Phật nói đều rất vui mừng tin nhận và nguyện tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.